Bao nhiêu anh chị em muốn biết được các cái tiêu chí nào để đánh giá được đâu là một dự án gọi là thành công, có thể thành công, hoặc đâu là một dự án tiềm năng? Bao nhiêu anh chị em muốn Huy chia sẻ cái kiến thức đấy trước khi Huy chia sẻ về cái dự án ạ? Bao nhiêu anh chị em muốn Huy chia sẻ về cái kiến thức để mà chúng ta sau này chúng ta tìm một cái dự án khác, chúng ta biết đánh giá cái dự án này có tiềm năng hay không, dự án này có tốt hay không, dự án này có khả thi hay không, dự án này có nên tham gia hay không, dự án này có đi được lâu dài hay không. Tức là mình tự đánh giá được nhé. Ok không ạ? Không phải là giống như chị Kim Anh ấy, bảo là gì ạ? Ôi rồi, tin Huy rồi, em làm nào chị làm thế, hoặc là bạn là Thanh Hiểu, Thanh Hiếu chẳng hạn, thì là gì ạ, là vào rồi nhưng mà không hiểu gì. Đấy. Rồi thì xem là bao nhiêu anh chị em muốn muốn biết nào. Tiếp tục comment tôi nếu anh chị em muốn biết nhá. Ok, thì kiến thức sơ lược về coin, bây giờ chia sẻ kiến thức sơ lược thì nó nhiều quá, nó nhiều quá. Bây giờ chị phải học từ đầu, mà chị học từ đầu cách tốt nhất ấy là chị lên YouTube chị search là coin là gì đấy, kiểu kiểu vậy, crypto là gì đấy. Chị lên YouTube chị học trước ở trên đấy những cái từ khóa đơn giản thì lên YouTube học. Nếu mà bây giờ là chia sẻ từ đầu thì anh em ở đây anh em ngủ hết, hôm nào là em sẽ chia sẻ riêng một mình chị thôi nha, chị Kim Anh nhé. Chứ còn bây giờ lại chia sẻ crypto là gì thì là coi như là anh em đây ngủ hết áo hết dù mất. Anh em ở đây vào hôm nay là mong muốn là tìm một cái kèo nào đấy, hoặc là biết thêm kiến thức nào đấy. Đấy. Chứ còn bây giờ mà chia sẻ từ đầu là Zoom là không còn ai đâu. Ok không chị Kim Anh nhá. Rồi. Thì tôi chia sẻ anh chị em những cái tiêu chí để chọn một đồng coin để sau này anh chị em có thể tự chọn được nha. Sau này nếu mà chúng ta có một ai đó giới thiệu cho mình một đồng coin đấy, thì chúng ta biết được các cái tiêu chí đấy, lựa chọn dự án crypto. Thực ra là những anh em mà làm crypto ấy thì họ không gọi là coin đâu. Đấy, chỉ có những cái người nào họ không không biết không hiểu thì họ mới gọi là coin, mới gọi là tiền ảo thôi. Đấy, thực ra thằng này tiền nó không ảo thế nào, tiền nó là tiền thật đấy. Mình bỏ ra tiền thật và mình mất thật đấy, chứ không ảo đâu, đúng không ạ? Và kiếm là kiếm thật đấy, đúng không ạ? Cho nên là anh em mà làm crypto nhiều thì gọi là crypto hoặc là tiền số, chứ không 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 thích gọi là tiền ảo, mà cũng không không gọi là coin mấy đâu. Mình gọi như thế cho nó phổ thông, anh em dễ dễ nắm bắt thôi. Đấy, tiêu chí thứ nhất khi mà lựa chọn các đồng coin đấy là gì ạ? Đấy là cộng đồng. Cộng đồng là tiêu chí quan trọng nhất anh chị em ạ. Cộng đồng là tiêu chí quan trọng nhất anh chị em. Hình như là tạm thời anh chị em không ấy nha. Rồi. Anh không không nghịch cái màn hình nhá. Rồi. Tiêu chí đầu tiên khi mà chúng ta lựa chọn bất kể một cái đồng coin nào, phải xem cộng đồng của cái thằng đấy nhiều hay ít. Nếu như cộng đồng mà ít thì sao ạ? Thì mình có thể là mạo hiểm, tham gia kiểu mạo hiểm, hoặc là mình gì ạ? Mình chờ đợi, hoặc là mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ đánh giá xem cái khả năng làm cộng đồng của thằng đấy đến đâu, khả năng marketing của nó đến đâu, được chưa ạ? Cộng đồng ở đây thì mình sẽ đánh giá thêm một cái tiêu chí nữa, đó là gì ạ? Khả năng làm marketing. Như vậy là gì ạ? Muốn có cộng đồng thì cái đồng coin đấy nó phải có một đội ngũ làm marketing rất tốt. Nó phải biết kết nối với các cái gì ạ? Các cái dự án khác, các cái đồng coin khác, các cái sàn đó, rồi các cái gì ạ? Các cái đối tác. Ví dụ có rất nhiều đối tác, rất nhiều các cái quỹ.
Được chưa? Đó. Thì cái khả năng làm marketing này thì chúng ta đánh giá nó như thế nào? Thì cách tốt nhất để đánh giá khả năng marketing đó là gì ạ? Đó là chúng ta xem về cộng đồng. Được chưa? Rồi. Huy chia sẻ cái mục lục trước nhé. Xong tí nữa mình sẽ đi chi tiết hơn. Được chưa? Tiếp theo nữa, để mà chúng ta đánh giá một cái đồng coin có tốt hay không thì nó phải gì ạ? Nó phải có mấy cái yếu tố như là cái công nghệ, cái công nghệ đấy, cái đồng coin đấy, cái mức độ hàm độ công nghệ, hàm độ chất xám nó nhiều hay không đấy, nó có sự sáng tạo hay không đấy, nó có sự đột phá hay không đấy, nó có sự mới mẻ hay không. Bởi vì sao ạ? Trong cái thị trường coin ấy, anh chị em đừng nghịch cái màn hình của Huy đấy. Trong thị trường coin nó rất là ưu tiên những cái công nghệ mới, những cái gì đó đột phá, sáng tạo, mới mẻ, nó tạo ra cái cuộc cách mạng, được chưa? Nếu như mà tạo ra cái đồng coin mà nó chả khác gì cái đồng coin mà cách đây gì ạ, 3 năm, 5 năm, trend cách đây 3, 5, 5 năm thì làm sao ạ? Thì nó không có khả năng phát triển, cộng đồng nó chả quan tâm, được chưa? Rồi, cái tiếp theo nữa đó là gì ạ? Đó là cái gọi là cái trend. Cái đồng coin đấy nó có theo trend không? Ví dụ nó có một số cái trend như là trend meme, đúng không ạ? Hoặc là trend AI, đúng không ạ? Đấy, hoặc là trend GameFi. GameFi là gì ạ? Là game to earn, tức là gì ạ? Là play to earn, tức là chơi để kiếm tiền. Game kết hợp với cả finance, tức là tài chính. Game tài chính. Thì đấy gọi là GameFi. Hoặc là gì ạ? Hoặc là các cái đồng coin thiên về công nghệ. Ví dụ những coin nền tảng. Đấy, những cái coin layer 2, những coin nền tảng, cái coin mà tạo nền tảng cho các cái coin khác phát triển. Ví dụ như là Ethereum, Solana, Binance, rồi Arbitrum, rồi Tron, rồi rất nhiều các đồng coin nền tảng. Đấy là những coin thiên về công nghệ. Những coin thiên về công nghệ thì nó sẽ phát triển chậm hơn một chút, nhưng gì ạ? Nhưng nó lại bền vững. Những coin chain như là meme, như là đợt trước thì cái trend về NFT rất là mạnh, nhưng mà cái năm nay thì cái trend NFT ấy, thì nó lại chưa mạnh. Đó, hay. Cái đợt trước cái trend về Metaverse rất mạnh, nhưng mà cái đợt này ấy, cái trend về Metaverse thì nó lại chưa mạnh. Đó. Nhưng hiện nay cái trend mạnh nhất là trend về meme, trend về gì ạ? Về AI thì đang rất mạnh. Được chưa ạ? Như vậy là gì ạ? Mỗi một thời kỳ uptrend thì nó sẽ có một cái gọi là trend khác nhau. Thì cái thằng coin này nó có bám theo cái trend nào mà đang hot hay không? Được chưa ạ? Nó cũng là một cái yếu tố để chúng ta đánh giá. Rồi, cái tiếp theo nữa đó là gì ạ? Đó là team. Cái đội ngũ mà sáng tạo, team dev ấy. Đó, team dev tức là đội ngũ mà sáng tạo, đội ngũ mà gọi là chủ sở hữu cái đồng coin này, cái đội mà code, cái đội mà kỹ thuật, cái đội marketing, cái đội mà vận hành cái dự án này. Đấy. Thì cái trình độ của họ đến đâu, cái kinh nghiệm họ đến đâu, cái tâm huyết họ đến đâu, rồi là những cái kỹ thuật, những cái sản phẩm họ tạo ra như thế nào, cái lịch sử họ có như nào. Đấy. Thì nếu như mà những cái team mà nó ẩn danh, bởi vì trên thị trường coin ấy, thì rất nhiều các dự án thì team họ không muốn xuất hiện, họ không muốn xuất hiện. Thì mình cũng sẽ dựa vào gì ạ? Dựa vào những cái họ làm được, những cái họ làm được để mà chúng ta đánh giá. Chút nữa Huy sẽ đi chi tiết cái phần này. Được chưa ạ? Rồi, cái số 6 nữa đó là gì ạ? Đó là tất cả những cái thông tin liên quan cái đồng coin. Ví dụ như là white paper, sách trắng. White paper, sách trắng nó là cái gì ạ? Nó là một cái gọi là bản giới thiệu kế hoạch cũng như là giải thích giới thiệu chi tiết cái đồng coin. Tất cả thông tin của đồng coin sẽ nằm trong cái white paper này. Được chưa ạ? Trong white paper nó có thể là có team, nó có thể là có roadmap. Đấy. À, ví dụ như là roadmap. Roadmap là gì ạ? Là cái bản đồ đi, là cái lộ trình. À, rồi là gì ạ? Rồi là tokenomics. Tokenomics nó là gì ạ? Nó là phân phối coin. Cái coin nó sẽ phân phối như nào? Có tổng cung là bao nhiêu coin? Phân phối bao nhiêu? Đội dev bao nhiêu? Đội advisor bao nhiêu? Đội dev bao nhiêu? Giữ lại bao nhiêu? Đào bao nhiêu? Airdrop bao nhiêu?
Đó. Thì đấy là cái một số cái thông tin ở trong cái white paper. Thì cái white paper này nó càng rõ ràng, nó càng chi tiết, nó càng cẩn thận, nó càng đẹp, thì chứng tỏ cái đội dev này càng dẹp, càng gọi là chuyên nghiệp, càng chỉnh chu và càng nghiêm túc trong cái dự án này. Được chưa ạ? Rồi. Ngoài cái đấy ra thì chúng ta xem cái dự án này nó cái hình thức marketing, hình thức airdrop, hình thức tuyển dụng, hình thức xây dựng cộng đồng nó như nào. Tức là gì ạ? Là cái gọi là airdrop đi. Gọi là airdrop đi. Đấy, hoặc là cái này gọi là đây, cái này là mình có thể đưa vào trong cái phần marketing. Mình có thể đưa phần marketing. Marketing thì chúng ta sẽ đánh giá về cái những cái airdrop. Airdrop là gì ạ? Tức là thưởng, thưởng tặng, cái phần thưởng, phần tặng. Thưởng tặng này để làm gì ạ? Để mục tiêu là xây dựng cộng đồng. Tức là nó tặng coin cho cộng đồng để cộng đồng là gì ạ? À, ủng hộ họ. Đấy thì gọi là airdrop. Rồi, cái cơ chế affiliate. Để mà xây dựng cộng đồng thì cái cơ chế affiliate cũng rất quan trọng. Được chưa anh chị em? Nhưng anh chị em nhớ một điều này, những cái con coin mà đa cấp thì không bao giờ lên được Binance. Được chưa ạ? Và coin đa cấp thì thường bị nói như là này, cái tuổi thọ nó rất là ngắn. MLM về đa cấp thì không xấu, nhưng mà đa cấp tài chính thì anh chị em nên né, đặc biệt là đa cấp tài chính mà lại đến từ những dự án mà 90% người của Việt Nam thì né 100% nên né. Được chưa ạ? Qua ba cái kỳ uptrend rồi thì chưa nhìn thấy cái đồng coin đa cấp nào mà nó tồn tại được lâu dài. Kiếm được tiền không ạ? Kiếm được tiền. Quý khẳng định với anh chị em, những người vào sớm kiếm được tiền. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà hệ lụy rất lớn. Cho nên tuyệt đối chúng ta không tham gia những coin đa cấp. Cái này thì Huy là khuyến khích thôi. À, Huy khuyến nghị thôi. Còn anh chị em tham gia cứ tham gia. Được chưa ạ? Màn hình bị lệch sang trái, không xem được hết chữ. Anh chị em đừng kéo màn hình của Huy. Màn hình thì đang ở giữa đấy, bạn kéo màn hình lại của bạn. Anh chị em thấy màn hình có nhìn có rõ không ạ? Đi nhau vào màn hình để rồi. Rồi đừng kéo chị Kim Anh thì lại kéo rồi. Đừng kéo nữa. Mình tắt cái chế độ ấy rồi mà mọi người vẫn kéo được là sao nhỉ? Mới sang cái này. Chưa dùng quen cái thằng này. Mình tắt cái chế độ gọi là kết hợp rồi mà. Rồi, ok, tiếp tục nhé. Ok. Rồi. Thì nói đến đâu rồi? Hãy quên rồi. Cái phần marketing, phần marketing của dự án. Đúng ạ? Cái cộng đồng này nhá, cái cộng đồng này thì chúng ta xem ở đâu? Chúng ta xem ở đâu? Cái cộng đồng này thì chúng ta xem ở các cái mạng xã hội mà nó xây dựng, ví dụ như là Telegram, ví dụ như là x.com, ví dụ như là Facebook, ví dụ như là YouTube, ví dụ như là TikTok, có thể maybe. Nhưng mà với cái thị trường coin ấy, anh chị em biết này, với thị trường coin ấy, thì có hai cái kênh chính thức mà thị trường coin, đội coin rất thích dùng. Một đấy là Telegram, hai đấy là Twitter hay là x.com. Tại sao ạ? Bởi vì hai cái nền tảng đấy họ không có cấm và họ ủng hộ cho cái thị trường này. Họ không có cấm về coin, họ không có kỳ thị, họ không có gọi là gây khó khăn. Đấy. Còn các cái thằng khác như là Facebook, bây giờ là YouTube thì nó sẽ có những cái khó khăn nhất định. Cho nên là những cái cộng đồng chính mà chúng ta, nếu mà chúng ta tham gia thị trường tài chính, đặc biệt là coin, thì chúng ta phải tham gia vào x.com và gì ạ, và Telegram nhé. Đấy.
Ok ạ? À, rồi. À, đấy là một vài cái tiêu chí để anh chị em chúng ta đánh giá. Thì bây giờ Huy sẽ đi vào một cái dự án để mà chúng ta thử đánh giá nó xem là nó có khả thi không. Đấy, coi như là chúng ta gọi là thực hành nhé. Đây là lý thuyết, được chưa ạ? Đây là lý thuyết và bây giờ chúng ta thực hành nhé. Được chưa anh chị em? Ok nhé. Đi tắt cái này đi này. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dự án này. Đấy, đây là cái dự án gọi là Athen Network. Và cái dự án này thì đang là cái dự án mà Huy đánh giá là một dự án khá là tiềm năng. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hành về cái việc mà đi soi cái dự án này xem như nào. Được không ạ? Đó nha. Đầu tiên khi mà chúng ta vào trang chủ của nó là trang athen.network này. Chúng ta lướt cảm quan, chúng ta lướt một vòng. Đấy, chúng ta lướt một vòng. Chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự chuyên nghiệp, cái mức độ là gì ạ? À, mức độ hoàn thiện của cái website. À, cái mức độ hoàn thiện của website là gì ạ? Là khá là ok. Tất nhiên để mà nói là ok hay không ấy, thì nó phải liên quan đến cái việc là mình phải so sánh với các cái nền tảng khác, với các website khác, được chưa ạ? Thì cái này thì mình phải làm nhiều, mình xem nhiều đó, thì mình mới đánh giá được. Chứ còn nếu mà mình mới chỉ đánh giá có một cái thôi thì mình cũng không biết được đâu, được chưa ạ? Sau đó chúng ta sẽ đi vào chi tiết, được chưa ạ? Rồi thì để đi dịch cái trang này nha. Đấy. Đấy. Thì cái trang này thì nó giới thiệu về cái Athen Network là gì? Athen Network hay là gì ạ? Mạng Athen. Đấy. Tức là gì ạ? Nó sẽ là xây dựng một cái mainnet. Mainnet tức là sao ạ? Là cái mạng chính để các cái đồng coin khác có thể chạy, có thể vận hành, có thể hoạt động ở trên cái mạng đấy. Mạng chính mainnet nó giống như là Ethereum, giống như là Solana, giống như là Binance, giống như là những cái đồng coin để mà nền tảng mà những đồng coin khác có thể phát triển dựa trên cái đồng coin đấy, được chưa ạ? Và cái mạng chính của nó thì nó là cái mạng layer 2 của Ethereum. Thì mình lại biết thêm, nếu như anh chị em quan tâm vào cái thị trường coin giai đoạn này ấy, thì chúng ta thấy rằng hiện nay có một cái trend, đấy là gì ạ? Chain layer 2 của Ethereum. Đấy, tại sao ạ? Layer 2 tức là cái lớp 2 hay là cái bản nâng cấp của cái mạng nền tảng là Ethereum. Trước đây anh chị em đều biết là ETH đúng không ạ? Là rất nhiều cái đồng coin gắn trên ETH. Tuy nhiên thì ETH hiện nay cái chi phí phí gas càng ngày càng cao, cái phí chuyển khoản chuyển từ tài khoản này sang tài khoản khác, chuyển đổi càng ngày càng cao. Cộng với cả cái thời gian để mà chuyển là càng ngày càng chậm. Đó. Thế thì nó nảy sinh ra cái nhu cầu, đó là tạo ra một cái mạng mà thừa hưởng được tất cả những cái công nghệ, những cái bảo mật, cái ưu thế của mạng Ethereum, nhưng nó phải nhanh hơn và nó phải rẻ hơn. Và khi đó thì cái mạng Layer 2 ra đời. Và cái chain Layer 2 hiện nay đang rất hot anh chị em nhé. Tức là anh chị em nếu mà để ý tất cả những đồng coin mới lít sàn Binance gần đây thì 100% đều là coin layer 2 hết. Được chưa ạ? Đấy. Nó đều là những cái con coin layer 2 và được lít sàn Binance. Và hiện nay các cái đồng coin layer 2 Ethereum thì đều đang rất là gì ạ? Đang rất là hot. Đấy. Thì nó sẽ cung cấp hệ sinh thái blockchain toàn diện và cung cấp phí giao dịch thấp hơn, tức là tốc độ nhanh hơn so với Ethereum. Nền tảng của chúng tôi thì không chỉ là mạng chính, nó đóng vai trò là cầu nối cho việc mà kết nối các blockchain, các cái dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực là trí tuệ nhân tạo. Anh chị em biết là gì ạ? Một cái trend tiếp theo đấy là trend trí tuệ nhân tạo, là trend AI, cũng đang là một cái trend rất hot, đúng chưa ạ? Thì thằng này hiện nay nó đang đi theo hai cái trend là gì ạ? Trend về layer 2 cộng với trend về AI, được chưa ạ? Chút nữa chúng ta phân tích thêm nữa. Và Athen ra đời với cái
tiêu chí mang blockchain đến cho mọi người bằng cách hỗ trợ giới thiệu khai thác phân phối tiền điện tử thông qua điện thoại thông minh, và nó là một nền tảng blockchain chuyên dụng được thiết kế để hỗ trợ và phát triển các dự án hoặc sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Như vậy là gì ạ? Những cái đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ gì ạ? Sẽ được thăng hoa, sẽ được thúc đẩy, sẽ được bùng nổ ở trên cái nền tảng này. Đấy. Có những cái nền tảng nó sẽ chuyên cho GameFi, có những nền tảng chuyên cho meme, có những nền tảng chuyên cho những cái NFT, được chưa ạ? Và cái thằng này nó định vị nó nền tảng cho trí tuệ nhân tạo là AI. Bao nhiêu anh chị em biết về cái trend về AI bắt đầu từ đầu năm 2023, tức là cũng rất mới thôi đúng không ạ? Cái trend AI cũng rất mới thôi. Và anh chị em nếu mà tìm hiểu kỹ hơn về thông tin thì hầu hết các cái công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo thì trong năm 2023 thì chứng khoán nha, nếu mà nói về chứng khoán thì đều tăng rất là nhiều lần. Rồi những cái đồng coin liên quan đến trí tuệ nhân tạo đều phát triển, đều tăng rất nhiều lần. Đấy, cho nên cái trend về AI hiện nay đang rất là hot. Ok không ạ? Đấy, thì thằng này cũng là một thằng ứng dụng AI rất là nhiều. Nếu anh chị em nào mà đã có tài khoản của Athens nha, đấy, mà anh chị em nào mà đã KYC ấy, tức là đã xác minh danh tính ấy, anh chị em sẽ thấy là AI làm việc cực kỳ nhanh luôn. Tức là khi mà chúng ta sinh trắc khuôn mặt này, thì bình thường nhé, vì chưa từng nhìn thấy thằng nào mà xác minh danh tính mà nhanh như thằng này. Đấy, tức là bình thường nó xác minh danh tính thì nó phải dùng người để nó xác minh, thì mất đâu đó khoảng độ tầm nhanh thì phải vài tiếng, chậm thì khoảng độ 24 giờ, khoảng một ngày. Nhưng mà thằng này ấy, là gì ạ? Nó xác minh xong gần như là ngay lập tức, gần như là ngay lập tức. Mà anh chị em tưởng tượng này, nếu anh chị em vẫn dùng cái mặt mình nhá, mình xác minh cho một cái tài khoản khác là không xác minh được luôn. Đấy. Thế có những người bảo là ơ thế không xác minh bằng căn cước công dân à? Thế thì thực ra là căn cước công dân là mình có thể chụp ảnh mình fake được, đúng không ạ? Nhưng cái khuôn mặt của mình mà nó quay video trực tiếp này này là không có fake được. Căn cước công dân thì ông dùng ở Việt Nam, ông dùng ở Mỹ, ông dùng ở Campuchia thì nó gì ạ? À, nó rất nhiều cái khác nhau. Nhưng mà khuôn mặt của ông thì là gì ạ? Là nó là duy nhất. Bất kể ông ở quốc gia nào. Đúng không ạ? Cho nên thằng này nó áp dụng trí tuệ nhân tạo trong rất là nhiều. Đấy là một cái ví dụ thôi nhá. Rồi. Ngoài ra thì nó còn những cái ứng dụng khác nữa nha. Ngoài ra ứng dụng khác nữa. Thứ nhất đấy là dữ liệu. Đó, khai thác và thu thập dữ liệu thời gian thực trên khắp thế giới, cung cấp cho người dùng cái bộ dữ liệu phong phú và đa dạng để cho các cái dự án khai thác dữ liệu AI. Anh chị em chúng ta biết rồi, AI thì nó đi kèm với một cái đó là big data. Cho nên dữ liệu và phân tích dữ liệu nó là một cái cực kỳ quan trọng, và thằng này là gì ạ? Cái thằng tập trung vào cái điều đó. Rồi, thứ hai nữa là tìm tìm kiếm và thống kê tốc độ cao. AI thì nó là cái công cụ giúp chúng ta tìm kiếm và thống kê nhanh hơn, và các công cụ AI tiên tiến hơn để tăng cường cái sự phân tích và xử lý dữ liệu thu thập được, giúp chúng ta tạo ra đào tạo các mô hình AI và phát triển các thuật toán nâng cao và trao quyền cho các nút mạng trên toàn thế giới. Đấy, và bằng cách nắm bắt toàn bộ công nghệ blockchain đảm bảo khả năng mở rộng, nâng cao độ tin cậy, truy xuất dữ liệu nhanh hơn, và giúp cái việc mà trao quyền cho chính người dùng mở khóa tiềm năng dữ liệu. Như vậy là gì ạ? Khi mà chúng ta biết là các cái công ty làm về AI ấy, thì họ rất là cần những cái dữ liệu, họ cần những cái nền tảng, thì thằng này nó sẽ giúp cho điều đó. Nếu chúng ta có các cái dự án về AI, chúng ta có thể kết hợp với cả thằng này để mà gì ạ? Để nó hỗ trợ, để mà nó giúp đỡ chúng ta. Đó, và việc của nó đó là gì ạ? Xây dựng nền tảng, xây dựng cộng đồng để mà giúp chúng ta thăng hoa, giúp cho những cái người mà làm về AI. Đó. Được chưa ạ? Đây là những cái đối tác của gì ạ? Của Athen. Thế anh chị em thấy là gì ạ? Bybit này. Đấy, rồi Gate.ai này, KuCoin này, Bitget này, OKX này, đấy, CoinGecko này, MEX này, CoinMarketCap này, thì đều là những cái gì ạ? Đối tác hàng đầu. Có rất nhiều các cái dự án họ list ra đây một loạt các cái đối tác anh chị em ạ. Nhưng mà thực tế là họ không có liên hệ, hoặc là gì ạ? Những cái đối tác mà mình chẳng biết đến, nó chưa nghe bao giờ.
Nhưng mà hầu hết những cái đối tác ở đây là chúng ta đều biết, đúng không ạ? Những cái người mà đã từng tham gia vào thị trường crypto thì đều biết. Đó. Thì đấy là cái những cái đối tác cũng là cái đánh giá được cái khả năng marketing, khả năng kết nối cũng như là cái khả năng của đội dev này. Ok không ạ? Nhá. Rồi. Thêm một cái nữa, khi mà chúng ta đánh giá thì khi mà Huy nhìn thấy nó làm ra cái app ở trên App Store và trên Google Play, rất nhiều các cái dự án mới bắt đầu ấy là họ không có app trên Google Play và không có app trên App Store. Tức là gì ạ? Là họ bỏ ra chi phí quá thấp. Họ không dám đầu tư, bởi vì để mà làm được cái app để đưa lên App Store, đưa lên Google Play, thậm chí còn kết nối thanh toán trực tiếp ở trên App Store, thì rõ ràng họ phải bỏ ra chi phí nhiều hơn so với các đội khác. Các đội khác nhiều khi chỉ làm một cái web thôi, chỉ có mỗi một cái web thôi anh chị em, thậm chí cái web còn rất sơ sài. Nhưng khi mà Huy download cái app này về điện thoại và Huy trải nghiệm cái app đó, Huy phải nói là wow, Huy phải nói là wow, bởi vì mình đã trải nghiệm rất nhiều các cái app của những cái dự án khác, trải nghiệm rất nhiều những cái website của những dự án khác, thì mình thấy là gì ạ? Rất ít thằng nào mà trong cái giai đoạn mà mới, tức là nó chưa lên sàn, nó còn khoảng mấy tháng nữa nó mới lên sàn, mà nó đã tạo ra được cái app, tạo ra hệ sinh thái rất là gì ạ? Mượt mà như vậy. Cái app của nó rất là mượt anh chị em ạ. Đấy. Rồi cộng đồng thì tạo ra hơn 4 triệu thành viên, thì sau có 4 tháng gọi là khai trương. Đó. Được chưa ạ? Rồi. Thì đấy là cái đầu tiên là chúng ta đánh giá sơ bộ về website. Ok không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi nhanh về cái phần lộ trình. Cái lộ trình này thực ra là Huy không quan tâm lắm đâu, bởi vì sao ạ? Lộ trình là nó chỉ là cái dự kiến thôi. Nhưng mà cái dự kiến thì có thể nó sẽ delay, nó có thể nhanh hơn, chậm hơn, nhưng thông thường nó sẽ gì ạ? Thông thường nó sẽ chậm hơn. Và sau khi mà Huy soi, Huy kiểm tra thì Huy thấy là về cái lộ trình của thằng này nó đang đi rất là đúng, tức là nó đang đi đúng cái lộ trình. Tức là nó nói là nó sẽ từng ngày này nó ra mắt là nó sẽ ra mắt, ngày này nó sẽ bắt đầu là nó sẽ bắt đầu, tức là nó nói được và nó làm được. Thì đấy là cái mình đánh giá, và để biết được nó làm được hay không thì mình gì ạ? Mình nhìn vào gì ạ? Mình nhìn vào thành quả của nó. Ví dụ như là nó dự định vào quý 1 năm 2024 thì nó sẽ đạt được 1 triệu thành viên tích cực. Và thực tế đến cuối tháng 3 là nó đã đạt được mấy triệu ạ? Đạt được 4 triệu thành viên rồi anh chị em ạ. Cuối tháng 3, tức là cuối quý 1, nó đã đạt được 4 triệu thành viên rồi. Được không ạ? Và hôm nay là đầu tháng 4, tức là gì ạ? Bắt đầu đầu sang đầu quý 2. Thì mục tiêu của họ là đạt được 10 triệu thành viên. Thì bây giờ đã đạt được 4 triệu rồi. Tức là mục tiêu quý 1 là đạt 1 triệu thì nó đã đạt được 4 triệu rồi. Được chưa ạ? Đấy, thì như vậy là gì ạ? Là hoàn toàn là rất là khả thi. Đó. Rồi, tiếp theo những cái thứ khác thì mình cũng không không cần phải soi quá nhiều, bởi vì là mình biết như vậy thôi, đây nó chỉ là dự kiến thôi, thông báo thôi, còn chúng ta phải theo dõi cái thông báo sát hơn, được chưa ạ? Nha. À, chúng ta quan tâm đến cái thời gian mà nó lít sàn thì đến quý 3. Đấy, quý 3 năm 2024 thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ list cái đồng coin này trên các cái sàn uy tín, ví dụ như là Binance, OKX. Đấy. Thì đấy là quý 3, dự kiến là quý 3. Đó. Như vậy là gì ạ? Đây là một cái dự án mới. Trong cái tiêu chí mà chúng ta lựa chọn cái đồng coin ấy, đó là cái thời điểm chúng ta tham gia. Được chưa ạ? Một cái tiêu chí nữa để chúng ta đánh giá là có nên tham gia hay không, đó là thời điểm. Chúng ta không nên tham gia cái đồng coin mà nó đã gì ạ? Nó đã phát triển quá là xa rồi, nó quá là lâu rồi. Được chưa ạ? Cũng không nên tham gia cái đồng coin mà nó quá mới, nó chưa có cộng đồng, chưa có gì cả. Đấy, thì tất nhiên nếu mà chúng ta có tầm nhìn, chúng ta tham gia từ sớm thì càng tốt. Và cái nguyên tắc đó là chúng ta tham gia càng sớm thì chúng ta đầu tư ít, tham gia càng muộn thì càng rõ ràng, thì đầu tư gì ạ?
càng nhiều, có phải không ạ? Nhưng đấy, đầu tư nhiều đồng nghĩa với rủi ro cao, bởi vì sao ạ? Khi đồng coin nó phát triển đến mức độ nào đó thì nó sẽ phải giảm, gọi là vật cùng tất phải, nó phát triển cao quá thì nó sẽ phải gì ạ? Phải đi xuống. Và nếu như chúng ta nhìn thấy nó đã gì ạ? Rõ ràng là nó lên rồi, người ta bao nhiêu người nói về nó rồi, mà lúc đấy chúng ta tham gia, chúng ta lại all in vào, là lúc đấy là dễ gì ạ? Dễ bay màu, dễ chết. Cho nên lúc đấy lại gì ạ? Lại là mạo hiểm, lúc đấy lại nguy hiểm đó. Vì vậy rất nhiều người đi tìm kiếm những cái đồng coin mới để mà bắt đầu phát triển đấy, giống như Huy. Huy tìm những cái đồng coin mới và có tiềm năng phát triển, sau đó là mình tham gia vào cái giai đoạn mà gọi là giai đoạn đầu, nhưng không cần quá sớm anh chị em. Quá sớm thì thứ nhất là nó mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, cái thứ hai nữa là cũng có sự rủi ro, cái thứ ba nữa là gì ạ, là mình không có nhiều thông tin đấy. Nhưng mà khi mà những cái dự án đến cái thời điểm này như của thằng này là một cái thời điểm cực kỳ đẹp, bởi vì thông tin nó đầy đủ, thông tin nó khá đầy đủ, cộng với cả là chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng của nó một cách thực sự, và khi đó gì ạ, nó sẽ bùng nổ. Tức là nó sẽ có giai đoạn là gì ạ, giai đoạn lăn tăn này, giai đoạn lăn tăn này, xong đến giai đoạn là bùng nổ này, thì chúng ta vào cái đoạn mà chuẩn bị bùng nổ là cái đoạn đẹp nhất, vào phát là nó bay luôn, vào phát nó bùng nổ luôn là đẹp nhất, được chưa ạ? Không cần phải vào quá sớm đấy. Rồi à, quỹ à, thằng này nó có một cái quỹ, đó là quỹ Athen à, nó xây dựng một cái quỹ để mà à, nó có thể hỗ trợ tài chính cho à, cá nhân, cho các cái dự án, và à, có một cái launchpad. Launchpad là gì ạ? Nó là cái để mà giúp chúng ta à, phát triển các cái đồng coin. Các đồng coin khi mà nó muốn lên sàn thì nó phải thông qua các cái launchpad để mà kết nối với cả cộng đồng. Đấy là cái quỹ Athen. Đấy, đây là cái white paper giới thiệu. Thì cái white paper của thằng này thì Huy đánh giá không cao anh chị em nhé. Anh chị em nhớ này, Huy không chỉ khen mà Huy còn chê, được chưa ạ? Cái white paper của thằng này khá là gì ạ, khá là sơ sài, được chưa ạ? White paper thằng này khá sơ sài, không không được đánh giá cao nha, và không có giới thiệu về đội dev, không có phần team đấy. Hầu hết các cái dự án hiện nay thì nó đều có giới thiệu cái phần team và những cái con người đứng ở phía sau dự án, bởi vì sao ạ? Nếu như cái dự án đó nó thực sự là nó làm phát triển thì nó chẳng có ngại gì để nó lộ mặt, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái white paper nó không có phần team, nhưng ở phía sau đó thì họ ra mặt để kết nối với các cái công ty, với các cái sàn, ví dụ như là Binance, ví dụ như là các cái đối tác, cũng như là hôm trước thì Huy có được gọi là giao lưu qua Zoom với một gọi là giám đốc marketing, giám đốc kinh doanh của dự án, thì Huy biết được rằng à, họ không ngại lộ mặt nhưng họ lại không đưa thông tin lên trên website. Đấy, thì hôm trước Huy có một cái kiến nghị, Huy có gửi một cái email đến cho công ty thì Huy mới hỏi, và Huy cũng đề nghị là nên public cái thông tin của đội dev cho cộng đồng. Đấy, thì thực tế là họ làm thật, thực tế là họ làm thật, nhưng thực tế là cái đội dev ấy là cái đội mà họ rất là ngại ra gọi là công chúng, họ rất ngại ra công chúng đó. Thì cái này thì mình cũng hiểu vì có nhiều dự án nó như vậy, thì anh chị em cân nhắc, được chưa ạ? Huy không nói rằng nó là tốt, Huy không nói rằng nó là gì ạ, nó là chuẩn, nhưng mà qua một số thông tin Huy tìm hiểu được thì cái đội dev này là đội dev rất là chuyên nghiệp đó. Mặc dù là nó chưa công bố một cách công khai, nhưng mà Huy hy vọng trong thời gian tới thì nó sẽ công khai cái danh tính của đội dev. Rồi, một số cái thông tin khác nữa. Một số thông tin khác nữa nha. Đấy. Đây. Đây là cái nền tảng mà Huy tìm được nha. Đấy là gì ạ? Đấy là thằng này, thứ nhất nó có một cái gọi là Athen app.
Athens App này nó giúp cho chúng ta có thể quản lý đồng đồng coin cũng như là có thể là đào coin. Đấy, có thể đào coin. Đấy, và chúng ta khi mà chúng ta đào thì chúng ta có thể đào miễn phí hoặc là chúng ta có thể mua cái các cái gói để tăng tốc đào. Đấy, hoặc là mua các gói thành viên để bằng USDT để giúp tăng tốc đào. Thì cái việc mà đào coin cũng là một cái trend rất là hot ở thời điểm hiện tại. Và nó có một cái cơ chế để mà giúp cho xây dựng cộng đồng bằng cách là chia thưởng cho các cái affiliate, cho hai tầng affiliate khá là hay. Chút nữa chúng ta sẽ đi chi tiết. Cái thứ hai nữa là cái Athens DEX, tức là gì ạ? Cái nền tảng giao dịch phi tập trung. Đấy ạ. Athens Wallet tức là cái ví điện tử. Cái Athens Gaming thì hiện nay đã có 6.000 cái game, trong đó thì chủ yếu là các game bài, và trong thời gian tới nó sẽ ra cái kiểu như là dạng như dự dự đoán. Dự đoán ở đây thì nó có hai cái phần, một đấy là nó giống như BO ấy, tức là dự đoán giá của Bitcoin, giá của Ethereum là sẽ tăng hay giảm sau 1 ngày, 5 ngày, 10 ngày nữa. Đấy, và nếu như mình dự đoán đúng thì mình sẽ nhận được cái phần thưởng, nếu mình dự đoán sai thì mình sẽ mất đi cái tiền đặt cược. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Và sau này nữa thì nó có thể nó sẽ ra những cái và dự đoán thể thao, ví dụ như là dự đoán bóng đá, cá cược bóng đá, kiểu kiểu vậy. Thì những cái game đánh bài online như thế này thì hiện nay ở Việt Nam thì chưa được hỗ trợ, nhưng mà trên thế giới thì họ chơi rất là nhiều nha. Và chúng ta muốn chơi thì chúng ta có thể là dạng fake IP để chơi. Thì Huy đã fake IP để Huy chơi thử rồi, Huy cũng vào xem thử nhưng mà không hiểu gì. Đấy, bởi vì là mình không 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 ham hố cái mấy cái game đánh bài đấy. Rồi một cái nữa đấy là Athens Bridge, đấy là gì ạ? Là cái cầu nối để kết nối giữa cái blockchain, giữa các cái nền tảng khác nhau. Ví dụ chúng ta muốn kết nối giữa Solana với Binance, với Ethereum, với Arbitrum, với Tron, với rất nhiều các cái nền tảng khác nhau thì chúng ta cần có một cái cầu nối. Thì thằng này không phải thằng đầu tiên cũng không phải thằng duy nhất nói về cầu nối, nhưng mà nó có cái gì ạ? Cái cầu nối để kết nối. Để ví dụ như là tôi có một cái đồng coin ở nền tảng Ethereum, tôi muốn đổi sang một cái đồng coin ở nền tảng khác thì tôi cần một cái cầu nối như vậy, thì thằng này nó sẽ có một cái nền tảng kết nối như thế. Đây ạ, giúp cho mọi người nhanh hơn. Rồi Athens Foundation, tức là cái quỹ quỹ Athens như lúc nãy Huy có chia sẻ, đó là gì ạ? Để nó giúp cho các cái dự án, các dự án khi mà giai đoạn đầu ấy thì họ cần cái tiền, cần cái cố vấn hỗ trợ, cần những cái điều kiện, những cái nguồn lực, thì thằng này nó sẽ cung cấp cái nguồn lực để giúp cho các cái dự án được phát triển. Đồng thời nó còn một cái launchpad, tức là cái một cái loại để có thể mà giúp cho cái việc ra mắt cái đồng coin, ra mắt cái dự án cho cộng đồng, giới thiệu dự án ra cộng đồng một cách dễ dàng hơn, một cách nhanh chóng hơn, một cách tiện hơn. Đấy, thế gọi là launchpad. Và một cái nữa đấy là Athens e-commerce, tức là gì ạ? Là một cái nền tảng về thương mại điện tử. Tức là nó sẽ sử dụng cái đồng ATH để có thể thanh toán trên rất nhiều những cái app, những cái website về thương mại điện tử. Đó. Và sắp tới trong tháng 5, trong tháng 4 đến tháng 5 thì nó cũng bắt đầu ra mắt cái sàn thương mại điện tử như này. Ok, đây là cái giao diện về cái game mà nó đã triển khai anh chị em nhé. Triển khai 6.000 cái game đã triển khai và đánh như người thật luôn anh chị em, đánh như người thật luôn. Và chúng ta có thể là sử dụng cái đồng ATH để mà đặt cược, để mà thanh toán. Đấy. Rất nhiều quốc gia, ví dụ như Campuchia, ví dụ Việt Nam, Malaysia, Indo, Singapore, thì mỗi một quốc gia thì có một cái đồng tiền riêng. Thì khi mà vào đây thì chúng ta phải quy đổi sang một cái loại đồng tiền chung. Nó giống như là chúng ta vào sòng bài chúng ta đổi cái phỉnh ấy, đúng không? Thì thằng này cũng vậy, chúng ta đổi một cái đồng tiền. Thì cái đồng tiền chung đấy chính là đồng tiền ATH. Và đồng tiền ATH trên cái website mà chơi game này thì hiện nay nó đang định giá là 0,2 đô. 0,2 đô một ATH. Và nó có cái lộ trình nó sẽ tăng giá liên tục. Đấy ạ. Đấy, và chúng ta có thể nạp bằng tiền vào bằng USDT hoặc nạp bằng bằng các cái đồng tiền fiat, tức là đồng tiền của các quốc gia. Đấy. Để chúng ta mua cái đồng ATH này vào chơi. Và hiện nay thì cái số lượng
tiền chơi và thu được trên cái game này, trên cái trang web game này cũng là một số lượng khá là lớn, khá là lớn, khoảng độ vài trăm ngàn đô. Đấy. Rồi, mặc dù nó khá là mới nhé, cái đấy nó khá mới nhưng mà đã có thu được cái rất là lớn. Đấy. Ok, đây là nó chi tiết hơn về về các cái đấy thôi. Chúng ta quan tâm đến cái gì ạ? Chúng ta quan tâm đến cái máy đào. Chúng ta sẽ tham gia vào cái việc đào cái con này, đào cái đồng ATH này. Đấy. Thì thằng này nó có một cơ chế rất là hay mà khiến cho Huy cảm thấy yên tâm. Và khi mà chúng ta quay trở lại, chúng ta đánh giá cái đồng coin ấy, thì chúng ta phải nhớ này, cái đồng coin này nó có tiềm năng tăng giá hay không, nó có bị lạm phát hay không. Thì thằng này có một cái chính sách, có một cái cơ chế giúp đồng coin không bị lạm phát. Anh chị em biết cái cơ chế nó là gì không ạ? Thứ nhất, khi mà anh chị em đào thì anh chị em không đào trực tiếp ra cái đồng ATH mà anh chị em sẽ đào ra một cái đồng gem, được chưa ạ? Một gem tức là một cái viên ngọc. Và khi mà hết một tháng thì họ sẽ quy đổi từ cái đồng gem đó qua cái đồng ATH, và mỗi tháng họ sẽ chỉ trả một số lượng ATH nhất định, và ATH sẽ được đào trong suốt 24 tháng và chia làm 4 thời kỳ, 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn sẽ vào là 6 tháng. Được chưa ạ? Chỗ này nó mang tính chất là con số, có thể là nó hơi rắc rối hơn là ngoằng, thì anh chị em phải tập trung nhé. Thì mỗi một giai đoạn hay mỗi một một khoảng thời gian 6 tháng thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ có một cái chính sách nó gọi là halving, nó giống như là Bitcoin ấy. Nó sẽ giảm một nửa số lượng coin phân phối. Trong giai đoạn 1, 6 tháng đầu tiên thì mỗi tháng nó sẽ phân phối 50 triệu ATH. Như vậy là gì ạ? Không cần biết là anh chị em đào nhiều hay ít, cái thằng game ấy nó có thể lạm phát. Nhiều người đào nó có thể lạm phát. Nhưng cái đồng ATH nó được cung cấp ra thị trường, nó là gì ạ? Nó là cố định. Cho nên là gì ạ? Cho nên là cái đồng ATH nó càng ngày nó càng gì ạ? Càng tăng giá là vậy. Số người đào càng ngày càng tăng lên, nhưng số ATH cung cấp cho thị trường vẫn như vậy, thậm chí là giảm. Như vậy là mỗi người sẽ sở hữu được số ATH ít hơn. Anh chị em nhớ điều này nhé. Mỗi người sẽ sở hữu số ATH ít hơn. Cái thằng này giống y hệt như Bitcoin. Càng ngày càng nhiều người tham gia vào để mà nắm giữ Bitcoin. Đúng không ạ? Và càng ngày cái Bitcoin nó càng bị chia nhỏ, càng bị xé nhỏ ra. Thì làm sao ạ? Giá càng ngày càng tăng lên. Đúng không ạ? Đấy. Vào giai đoạn 2, 6 tháng sau thì cái đồng ATH này nó được đào ra chỉ còn có một gì ạ? Có một nửa thôi, tức là 25 triệu. 6 tháng tiếp theo chỉ còn có 12,5 triệu, và 6 tháng tiếp theo chỉ còn 6,25 triệu. Và tổng cung cái việc đào này chỉ có 562 triệu trong vòng 24 tháng. Rồi. Như vậy là gì ạ? Cái đồng coin này nó không bị lạm phát anh chị em ạ. Nó không bị lạm phát. Nếu như mà gì ạ? Nhiều người đào giống như là cái đồng game ấy thì sao ạ? Nó sẽ lạm phát, nó sẽ tăng trưởng rất là nhiều. Và mọi người đều có rất nhiều đồng này thì dẫn đến tình trạng là gì ạ? Là đồng coin nó sẽ giảm giá. Đúng không ạ? Thế thì khi mình đầu tư, mình đào thì mong muốn là gì ạ? Mong muốn nó phải tăng giá chứ. Anh em ngày xưa anh em mua máy đào Bitcoin, anh em muốn nó tăng giá hay là muốn nó giảm giá? Đúng không ạ? Muốn nó tăng giá chứ. Đấy. Cho nên khi mà muốn nó tăng giá thì càng nhiều người tham gia vào thị trường này, càng nhiều người sở hữu ATH thì điều đấy có nghĩa là gì ạ? Là cái đồng này sẽ tăng giá. Và đây cũng là một yếu tố khiến cho Huy gì ạ? Thích cũng như là lựa chọn cái đồng coin này. Lựa chọn đồng coin này. Được chưa ạ? Đây. Cái số ATH của mỗi user, mỗi người nhận được sẽ bằng tổng số ATH cung cấp trong tháng đó chia cho tổng số game mà tất cả những user đảo được nhân với số game mà mỗi người đảo được. Được chưa ạ? Ví dụ trong tháng 12, 50 triệu ATH được cung cấp cho thị trường. Tổng số người đảo là tổng số cái game ấy, cái
những cái viên ngọc mà mọi người đào được là 10 triệu đồng. Đấy. Và bạn đào được 10.000 gem. Được chưa? Như vậy bạn sẽ nhận được bao nhiêu? Lấy 50 triệu chia cho tổng số gem của tổng tất cả user, tất cả người dùng đào được nhân với cả số gem mình có thì là chúng ta có bao nhiêu ạ? Chúng ta có 50.000 ATH. Đấy là ví dụ thôi anh chị em nha. Ví dụ thôi. Và đến hiện nay anh chị em thấy là gì ạ? Tháng 4 vừa rồi anh chị em chúng ta vừa được phân phối cái đồng ATH đó, và hầu hết những cái người mỗi người đâu đó chỉ được khoảng độ hơn 1.000 ATH thôi. Như vậy nó đã thành công trong việc xé nhỏ cái đồng coin, cái đồng ATH này cho nhiều người sở hữu hơn, và càng nhiều người sở hữu và mỗi người sở hữu một số lượng ít thì cái đồng coin này lại càng ngày càng tăng giá lên. Đấy chính là cái điều mà Huy cảm thấy rất thú vị ở cái đồng coin này. Được chưa ạ? Đồng coin này chắc chắn giá nó tăng. Không có cách nào khác được. Cái thứ hai nữa đó là gì ạ? Nó lại đốt, đồng coin này nó lại liên tục đốt trong vòng đốt 70% tất cả những cái gì nó thu được. Đốt tức là sao ạ? Nó hủy đi. Nó hủy 70% những đồng coin mà nó thu được. Thì nó lại tăng giá tiếp tục nữa. Ok không ạ? Rồi. Đấy, đấy là một vài cái mà Huy phân tích về cái đồng coin này. Bây giờ Huy sẽ cho anh chị em xem chi tiết ở bên trong cái app của nó nha. Huy sẽ show cái app cho anh em nhé. À, trước khi mà show anh chị em cái app ấy, thì Huy sẽ đi qua cái phần là về 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 cộng đồng nhé. Đây, đây là cái cộng đồng của thằng Athen nhé. Cộng đồng của Athen thì ví dụ như là ở trên 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 Telegram thì cái trang trang chính của nó đang gì ạ? Đang có gần 500.000 người theo dõi. Đấy chứ ạ? Gần 500.000 người theo dõi. Như vậy anh chị em thấy là gì ạ? Là một cái kênh Telegram với 500.000 người theo dõi thì đấy là một cái gì ạ? Đấy là một kênh cực kỳ là tốt và chứng tỏ là họ làm marketing rất tốt. Được chưa ạ? Cái tiếp theo nữa là chúng ta có thể vào trong cái trang 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 website trang X này. Đây, trang x.com, x của Twitter ấy, trang Twitter ấy, thì hiện nay nó cũng có 562.000 lượt follow. Nói nhau nhỉ, mình phải so với cả những cái con coin khác, những thằng khác, thì để mà đạt được 562.000 lượt follow này ấy, là vô cùng khó anh chị em, vô cùng khó. Những cái coin khác mà đã lên sàn, đã phát hành, đã thành công, đã tăng trưởng rất là mạnh, nhưng mà cái lượng follow ở trên các cái trang thương mại, trang mạng xã hội này ấy, cũng không nhiều bằng thằng này đâu anh chị em ạ. Không nhiều bằng thằng này đâu nhá. Rồi, nó đã có 1.453 cái bài viết. Đấy. Và liên tục có những cái bài viết mới. Đấy. Cái lượt view này anh chị em ạ, 322.000 lượt view. Tức là anh chị em tưởng tượng là cái lượt follow này có thể nó hack, đúng không ạ? Có thể nó hack lượt follow, nhưng cái lượt view này, lượt tim này, đấy, cái lượt mà tweet lại này, cái lượt mà đăng lại này, thì anh chị em thấy là gì ạ? Là nó không fake được đâu. Đấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó rất là nhiều. Đấy, rồi là comment này. Đấy, một cái bài viết này. Đấy, comment này. Thông thường anh em lên trên này ấy, anh chị em sắp đọc thông tin ấy, rất ít khi anh chị em comment, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là nhìn cái lượt comment này là biết này. Hơn 800 comment mỗi bài viết này, 600 comment này, 500 comment này.
Đấy, 400 comment này, 500 comment này, 800 comment này. Đấy. Số lượng comment này thì chúng ta thấy là gì ạ? Là thực sự đây là một cái nó đang làm cộng đồng rất là tốt. Được chưa ạ? Thằng này đang làm cộng đồng rất tốt, marketing rất tốt. Marketing tốt thì có ý nghĩa như thế nào thưa anh chị em? Marketing tốt thì sao ạ? Là đồng coin này nó có thể là gì ạ? Nó có thể tăng giá, nó có thể bay, nó sẽ tạo cộng đồng tốt. Bởi vì cộng đồng nó là quan trọng nhất mà. Thằng này nó tạo cộng đồng tốt. Như vậy nó sao ạ? Có tiềm năng. Ok không anh nha? Nha, nó có tiềm năng. Đấy. Rồi. À, đấy là về phần team nha. À, chỗ này mình chia sẻ lại cái chết cha. Cái lúc nãy mình đang viết nó ở đâu ấy nhỉ? Từ khi thằng Zoom này nó đổi sang cái bảng mới này dùng chưa quen. Story. Dùng chưa quen đó. Rồi. Ok nha. Thì đấy là một vài cái chia sẻ về cái dự án này. Bây giờ Huy sẽ show cho anh chị em về cái app của nó nha. Khi mà mình vào mình trải nghiệm cái app ấy thì mình mới thấy là wow, thằng này làm tốt đấy, xịn đấy. Đây, anh chị em vào cái app này. Anh chị em nào mà chưa tải app nha thì chúng ta lên App Store hoặc là Google Play. Anh chị em nào chưa tải app thì anh chị em lên App Store và Google Play nha. Chúng ta đánh chữ là Athen Network này. Đấy, sau đó chúng ta gì ạ? Download cái app này về nha. Và chúng ta đăng ký dựa trên cái mã giới thiệu một cái người mà giới thiệu chúng ta ngày hôm nay. Được chưa ạ? Rồi. Khi vào đây thì chúng ta có mấy cái thư mục ở bên dưới này nhá. Thư mục thứ nhất là phần trang chủ này. Cái thứ hai nữa là phần ví này. Cái thứ ba nữa là phần đào này. Cái thứ tư nữa là phần nhiệm vụ này. Và cái thứ năm nữa là cái phần là gì ạ? Mạng lưới này. Được chưa ạ? Rồi, đầu tiên là chúng ta vào trang chủ này. Chúng ta thấy là gì ạ? Số ATH sẽ được phân phối sau từng này ngày, nghĩa là gì ạ? Là sau 28 ngày nữa thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ phân phối ATH dựa trên số game mà mình đào được. Ok không ạ? Rồi, ở chỗ này nó có phần cộng đồng này. Chúng ta bấm vào cộng đồng này, chúng ta sẽ thấy này. Thứ nhất, ở đây nó cho chúng ta kết nối với website này, Telegram, Twitter này, YouTube này, Facebook này. Chúng ta có thể vào đây, chúng ta bấm vào đây để chúng ta biết được các kênh mạng xã hội của nó nhé. Rồi, tổng số người dùng hiện nay đang là 4,2, gần 4,3 triệu người dùng. Anh chị em thấy không ạ? Gần 4,3 triệu người dùng. Đấy, chỉ sau 4 tháng ra mắt thì nó đã có 4,3 triệu người dùng. Đây là một cái con số rất là ấn tượng và một cộng đồng khá là lớn. Hiện tại đang online, tức là đang mở cái app này lên anh chị em ạ, là 134.000 người trên toàn cầu. Đúng không ạ? Trên toàn cầu. Đó. Một cái tiêu chí nữa để chúng ta lựa chọn cái app để mà chúng ta tham gia đấy là gì ạ? Nó phải có tính chất là toàn cầu hóa. Bởi vì coin này nó không có giới hạn về mặt địa lý, vị trí địa lý. Cho nên những cái coin nào mà cứ lanh quanh mà chỉ tổ chức sự kiện xong rồi tuyển dụng mấy ông bà già ở Việt Nam rồi là kiểu kiểu local, tức là kiểu Việt hóa quá mức, tức là chỉ có Việt Nam chơi với Việt Nam ấy, là Huy không chơi anh chị ạ. Huy né luôn. Bởi vì sao ạ? Nói là nói nào nhỉ?
người Việt Nam thì nói gì thì nói, nó cái tầm nhìn, cái tư duy nó không bằng bọn Tây được. Cái tư duy rồi cái cách làm việc nhiều khi rất là, mình cũng là người Việt Nam thôi, nhưng mà mình thực sự là nếu như mà thị trường coi mà dự án của Việt Nam là Huy không chơi. Đấy. Tất nhiên Việt Nam cũng có những cái dự án tốt, như là gì? Trước đây thì có dự án game AC đúng không ạ? Hoặc là một số cái game khác cũng rất là tốt đúng không ạ? Nhưng cũng chỉ tốt khi nào ạ? Khi mà nó phát triển thị trường toàn cầu. Tức là nó không chỉ loanh quanh ở Việt Nam, đúng không anh? AC nhá, anh chị em biết là Việt Nam không phải là đội chơi nhiều nhất đâu. Đội chơi nhiều nhất mấy đội Thái Lan, Indo với cả Malaysia, chứ không phải Việt Nam không phải đội chơi nhiều nhất đâu. Đấy, thì một cái dự án mà tốt ấy thì Việt Nam chỉ cần xếp top 5, top 10 là tốt. Chứ có Việt Nam mà xếp 90%, tức là xếp top 1 mà chiếm 90% cái người chơi cái dự án, người tham gia cái dự án đấy ấy, thì là không tốt. Anh chị em nhớ điều này chú Huy. Rồi. Tổng game khai thác trong tháng thì hiện nay là khai thác được khoảng độ hơn 900 triệu, 900 triệu game. Tháng tháng 3 nó khai thác được hơn 10 tỷ game nha. Tháng 3 là khai thác được hơn 10 tỷ game, 10,5 tỷ game. Đấy. Và trong tháng 4 này theo dự kiến với tốc độ đào như hiện nay là chưa được một ngày anh chị em nhé. Đây là số lượng game khai thác chưa được một ngày. Thì dự đoán là một ngày số game nó khai thác được nó rơi khoảng độ tầm 1 tỷ 2, và càng ngày nó càng tăng lên. Như vậy là cuối tháng 4 theo cái dự đoán sơ bộ của Huy, số game nó khai thác được nó không phải là 10 tỷ giống như là tháng 3, mà nó có thể lên đến 30 đến 40 tỷ. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Như vậy là gì ạ? Anh chị em thấy rằng số game khai thác được thì nó lạm phát thoải mái, nhưng số ATH tạo ra cho thị trường thì nó giới hạn, nó chỉ có 50 triệu thôi. Được chưa ạ? Ở đây là người ta đã phân phối là 200 triệu game, à 200 triệu ATH. Đây là tổng số game đã khai thác trong vòng 4 tháng. Anh chị em nhìn cái điều này nha. Trong vòng 4 tháng khai thác ra được 16 tỷ. Được chưa ạ? Nhưng chỉ trong vòng tháng 3 họ đã khai thác được hơn 10,5 tỷ. Như vậy có nghĩa là gì ạ? Cái sự bùng nổ 1 tháng 3 khai thác gấp đôi so 3 tháng đầu tiên. Điều này có nghĩa là gì ạ? Là tháng 3 đánh dấu cái tháng bắt đầu bùng nổ của cái đồng coin này. Bùng nổ về cái gì ạ? Bùng nổ về số lượng user, bùng nổ về số lượng người đào, bùng nổ về số lượng người đầu tư vào trong cái app này. Cho nên chúng ta ngày hôm nay là đầu tháng 4, chúng ta biết được cái app này. Đấy là sự may mắn. Bởi vì chúng ta đang có một thời điểm cực kỳ đẹp. Nếu chúng ta biết sớm hơn, có thể chúng ta sẽ không quan tâm. Nếu chúng ta biết muộn hơn, có thể chúng ta lỡ mất cơ hội. Cho nên bây giờ đang là cơ hội rất tốt. Được chưa ạ? Cái điểm bùng nổ nó mới bắt đầu thôi anh chị ạ. Mới bắt đầu thôi. Và khi chúng ta tham gia vào đây, chúng ta sẽ làm gì ạ? Cái thứ nhất là chúng ta đào coin. Chúng ta mua mắc các cái gói để chúng ta đào coin. Cái thứ hai đó là gì ạ? Chúng ta hold coin. Bởi vì cái đồng này chắc chắn nó tăng giá. Được chưa ạ? Khi mà chúng ta biết chắc chắn nó tăng giá thì làm sao ạ? Thì chúng ta sẽ hold lại, giữ lại. À, thậm chí có những người là họ gì ạ? Họ đi thu gom, họ đi gom giống như Huy hiện nay là Huy gom, có bao nhiêu Huy gom hết, được giá là Huy gom, đắt quá thì thôi, nhưng được giá là Huy gom hết. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta biết đồng coin này nó sẽ tăng giá, mặc dù đồng coin này chưa lên sàn nhưng nó đã giao dịch rất là nhiều ở trên thị trường OTC rồi. Thị trường OTC tức là thị trường chợ đen ấy, được chưa ạ? À. Ok không anh em? Và anh chị em có biết là cái đồng ATH này hiện nay đang giao dịch với giá khoảng bao nhiêu ạ? Hiện nay giá đang giao dịch rơi vào khoảng độ 1.700 cho đến 2.000 một ATH, 2.000 Việt Nam đồng ấy. Được chưa ạ? 1.700 đến 2.000 Việt Nam đồng một ATH. Và anh chị em có biết là cách đây một tháng, tức là đầu tháng 3, nó được giao dịch với giá bao nhiêu ạ? Đầu tháng 3 nó được giao dịch với giá khoảng từ 600 cho đến 800 đồng một ATH. Như vậy là đầu tháng 3 đến đầu tháng 4 mới có một tháng thôi mà giá nó đã tăng ít nhất là gấp đôi rồi. Đúng không anh chị em? Ít nhất là giá nó tăng gấp đôi rồi. Nếu anh chị em ôm ATH lúc đầu tháng 3 và đến cuối tháng 3 anh chị em bán thôi là anh chị em đã gì ạ? X2 tài khoản rồi.
Tất nhiên là mình gom nó cũng phải mất công, bởi vì là thị trường bây giờ là mỗi người bán một tí, mình phải chịu khó đi gom đấy. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể x2, nếu mà anh chị em đầu tư cái gì mà x2 trong vòng một tháng là ngon rồi đúng không ạ? Và anh chị em có biết là cách đây 2 tháng giá của nó là bao nhiêu không ạ? Lúc đầu tháng 2 giá của nó chỉ có 300 đồng một ATH thôi. Có 300 đồng thôi. Tức là nếu mà anh chị em mua ATH từ tháng 2, đầu tháng 2 thì đến đầu tháng 4, tức là 2 tháng anh chị em bán, anh chị em x bao nhiêu lần rồi? X bao nhiêu lần rồi? X khoảng độ 4 đến 5 lần, hơn hơn x 6 lần, 7 lần, 8 lần, 9 lần, 10 lần. Đúng không ạ? Và lúc mà những cái người họ bán ở lúc đầu tháng 2 ấy, họ có nghĩ được rằng là cái đồng coin nó sẽ tăng lên thành 2.000 không? Từ 200 đồng Việt Nam đồng tăng lên 2.000 Việt Nam đồng. Họ có nghĩ được rằng nó sẽ tăng lên 2.000 không ạ? Họ không nghĩ được đúng không ạ? Nếu họ biết nó sẽ tăng lên 2.000 thì họ có bán không ạ? Tội gì đúng không ạ? Họ để 1 tháng, 2 tháng sau họ bán thì sao ạ? Họ x10 như cơ mà. Đúng không ạ? Nhưng họ không biết. Và có một số ít người họ biết đến cái điều này. Và họ bắt đầu gom từ cái lúc mà gì ạ? Giá còn rất thấp. Lúc mà gom lúc đấy thì sao ạ? Cái rủi ro thuộc về ai ạ? Rủi ro thuộc về họ. Còn những người bán lúa non thì sao ạ? Họ cảm thấy an toàn. Như vậy, tùy vào khẩu vị của mỗi người, mình thích an toàn thôi mình đẩy sớm. Đó, mình thích gì ạ? Rủi ro cao, lợi nhuận cao thì mình ôm vào, đúng không ạ? Và một số người hiện nay đang gom vào với giá là gì ạ? 1.500, 1.600, 1.700. Và họ hy vọng đồng coin là sẽ tăng lên là 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 20.000 trong các tháng tới. Bởi vì sao ạ? Định giá hiện nay của đồng ATH trên sàn game đang là 0,2 đô. 0,2 đô nó rơi vào khoảng độ hơn 5.000 anh chị em ạ. Hơn 5.000. Mà bây giờ mình đang giao dịch nó có 1.600, 1.700, 1.800 thôi. Tức là tiềm năng tăng giá nó còn rất tốt. Và trong thời gian tới thì nó lại tiếp tục tăng giá cái đồng ATH lên. Được chưa ạ? Và mục tiêu của nó khi lên sàn nha, mục tiêu của nó khi lên sàn vào quý 3 thì nó sẽ đạt mục tiêu từ 1 đô đến 5 đô. Và mục tiêu sau khi lên sàn một cách ổn định thì mục tiêu của nó sẽ là gì ạ? Là 5 đô. Tức là sau khi lên sàn thôi. Còn sau khi lên sàn một thời gian thì nó có thể tăng lên đến là gì ạ? 10 đô, 20 đô thì nó tùy thị trường. Nhưng mà lên sàn xong nó phải lên 5 đô. 5 đô nó rơi vào khoảng độ tầm 130.000. 130.000 một ATH, mà bây giờ giá nó có hơn 1.000 thôi anh chị em. Như vậy là anh chị em thấy rằng gì ạ? Tiềm năng có thể x 100 lần đúng không ạ? Giá bây giờ nó mới có 1.700 thôi. 1.700 thôi. Mà nếu như nó tăng lên 5 đô thì nó là tăng lên là thành 100, tăng lên thành 80 lần. Có đúng không anh em? Đấy. Rồi, thì đấy là cái tiềm năng của cái thằng này. Được chưa ạ? Ngoài ra thì cái khu vực gaming thì hiện nay là chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta không tham gia được, bởi vì là nó bị cấm cái IP. Đây cái bảng xếp hạng, chúng ta về có thể vào, chúng ta có thể tham khảo cái bảng xếp hạng những cái người mà có cái đào coin cái số lượng được nhiều. Đấy, Huy hiện nay đang ở top 176 này. Đấy. Và Huy mới tham gia được có 6 ngày thôi anh chị em nhé. Huy mới tham gia được 6 ngày, số ngày hoạt động. Huy mới tham gia được 6 ngày thôi. Cũng không phải là quá nhiều. Được chưa ạ? Cho nên anh chị em bây giờ tham gia vẫn là gì ạ? Rất là ok, rất là mới. Được chưa ạ? Rồi. Ngoài ra thì chúng ta có phần mạng lưới này. Đấy, hiện nay thì Huy có 31 người trong mạng lưới của mình. Thì ở đây á, là nó không phải coin đa cấp. Anh chị em nha, coin đa cấp không lên sàn Binance ở đâu. Từ ngày lịch sử đến bây giờ, Binance chưa list một con sàn, một con coin đa cấp nào. Cho nên coin đa cấp đừng có hy vọng lên lên sàn Binance. Được chưa ạ? Và con này thì nó chỉ có affiliate 2 tầng, tầng F1 và F2. Được chưa ạ? Và khi mà chúng ta giới thiệu F1, F2 và F1, F2 họ mua các cái gói đào. Đây. Khi mà chúng ta vào phần đào này, chúng ta nhấn vào phần gì ạ? Bắt đầu đào ở đây này. Được chưa ạ? Và khi đó thì sao ạ? Khi đó thì nó bắt đầu đào với một cái tốc độ ở đây. Nếu như mà chúng ta đào free, tốc độ nó sẽ là 1 game mỗi giờ. Và anh chị em biết rồi, đây là một cái game gọi là game thời gian. Vẫn một cái lượng thời gian như vậy. Nếu mà chúng ta đào số lượng nhiều hơn thì chúng ta có khả năng kiếm được nhiều hơn.
Vì vậy mà chúng ta nên tìm cách để mà gì ạ, tăng cái số lượng mà chúng ta đào được mỗi giờ. Ví dụ ở đây là Huy đào được là 913 game mỗi giờ. Tức là Huy nhanh hơn cái người đào free 913 lần. Họ đào 1 giờ thì bằng Huy đào 913 giờ. 913 giờ thì bằng bao nhiêu ạ? Chia cho 24. 913 chia cho 24 bằng khoảng 38 ngày. Họ đào 1 giờ. Huy đào 1 giờ thì bằng họ đào 38 ngày. Họ đào 38 ngày thì mới được cái số game bằng Huy đào 1 giờ. Đấy chưa? Ok nhé. Tính ứng dụng của đồng này như nào? Vừa rồi anh chị em có thể là không để ý cái phần Huy giới thiệu lúc đầu, bạn không để ý. Nó là một con nền tảng. Coin nền tảng nó sẽ ra một cái launchpad, nó sẽ cho thanh toán qua chơi game, nó có thể là thương mại điện tử, trang thương mại điện tử, nó rất nhiều ứng dụng. Lúc đầu Huy có giới thiệu chắc bạn không để ý. Thằng này ứng dụng rất nhiều luôn, nó giống như là Solana, nó giống như Binance, nó giống như là BNB, nó giống như là Ethereum ấy, và nó là layer 2 của Ethereum. Thao tác nhanh hơn đấy, xử lý lệnh nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn, phí rẻ hơn. Đấy. Hiện nay thì có rất nhiều đồng layer 2 của Ethereum anh chị em nhé. Không phải thằng này, không phải thằng duy nhất. Nó vô vàn luôn. Nhưng anh chị em nhớ đây này. Nhớ điều này này. Thằng nào tạo được cộng đồng lớn thì thằng đấy chiến thắng. Uy nói rồi, tiêu chí chọn cộng đồng, tiêu chí chọn đồng coin, cộng đồng là cái thứ quyết định. Thằng nào cũng bảo tao là nhất, thằng nào cũng bảo tao là gì ạ? Là tốc độ nhanh, thằng nào cũng bảo là tao là giảm phí, đúng không? Ok không ạ? Nếu anh chị em phân tích các dự án nào cũng nói hay hết. Nhưng thằng nào tạo ra cộng đồng, thằng đấy chiến thắng. Bao nhiêu anh chị em đồng ý với quan điểm này? Comment đồng ý với ạ. Bây giờ phân tích dự án thằng mẹ là chẳng nói hay. Nói thế cho vuông. Đâu, phân tích dự án thì thằng nào chẳng nói hay. Bây giờ mình phải nhìn vào những con số nó làm được chứ. Nhìn vào thực tế anh chị em ạ. Mình phải nhìn vào thực tế. Huy không chỉ đọc, Huy không đọc những cái white paper, Huy không đọc những cái trên website đâu. Website Huy chỉ đánh giá là gì ạ? À, thằng này có tiềm năng hay không? Thằng này cái công nghệ nó có tốt không? Thằng này nó có chỉnh chu hay không? Thằng này nó có gọi là nó có nghiêm túc hay không? Tức là bởi vì có rất nhiều cái đồng coin nó tạo ra để scam anh chị ạ. Tạo ra để scam, tức là tạo ra để hút vốn, tạo ra để thu hút vốn của người dân, sau đó là gì ạ? Sau nó biến mất. Còn tất cả là bánh vẽ hết, tất cả là gọi là sâu sâu lên cho nó đẹp, được chưa? Và việc của mình đó là phải bới lông tìm vết để mà tìm ra những cái khía cạnh để mà không mua. Tức là cái quan điểm của Huy ấy, tức là mỗi một ngày nó có khoảng 100 cái đồng coin mới ra đời. Mỗi ngày có 100 cái dự án mới ra đời. Thế mình làm sao có tiền để mà mình mua hết tất cả cái dự án được, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Anh chị em đồng ý không ạ? Không thể là mua được hết. Cho nên là việc của mình là đánh giá để làm sao để mình loại đi. Tức là mình tìm cách bới lông tìm vết để mình chê, chứ không mình không khen. Chứ còn đọc white paper thằng nào nói chẳng hay. Đấy. Cho nên ở đây tức là mình tìm những cái yếu tố nào đấy mà mình gọi là không nên đầu tư, tìm những yếu tố để không nên đầu tư, chứ không chỉ là tìm những yếu tố là nên đầu tư nhá. Đấy rồi, tiếp tục về cái đồng coin này thì về cái web của nó nhé. Cái web của nó thì chia sẻ thêm một chút nữa. Khi mà chúng ta phần tăng thêm booster này, nó có hai phần, tức là push tức là tăng tốc bằng ATH. Thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ giúp cho cái việc mà mọi người tiêu cái ATH đi. Tức là cái đồng coin nó tạo ra nó sẽ bị một cái đó là lạm phát. Nhưng mà khi mọi người tiêu cái ATH này đi thì là sao ạ? Là cái đồng coin nó được lưu hành trong thị trường nó lại giảm đi. Nó lại thu hồi cái đồng coin về. Được chưa ạ? Đấy, và nó có những cái gói để tăng tốc này.
Tăng tốc thì tăng tốc đào cái gì ạ? Tăng tốc đào gen. Số lượng ATH tôi vẫn đưa ra thị trường nó vẫn 50 triệu thôi mà, thậm chí là sau mấy tháng nữa còn giảm có 25 triệu thôi mà, đúng không ạ? Nhưng mà tăng tốc bằng gen thì sao ạ? Thì những người vào sau có cơ hội để vượt những người đi trước. Bởi vì sao ạ? Những cái người đi trước họ đào free, họ không mua gói, họ không đầu tư, thì làm sao ạ? Thì kể cả 4 triệu người ấy chăng nữa thì mình vẫn có cơ hội, mình vào sau nhưng mà mình vẫn vượt lên trên. Đấy là lý do tại sao Huy mới vào được 6 ngày thôi nhưng mà đã vào được top 176 người, những người đào game nhanh nhất thế giới. Mới vào 6 ngày thôi và Huy khẳng định luôn là cái số này của Huy nó càng ngày nó càng tăng lên. Số cái thứ hạng của Huy càng ngày càng tăng lên. Nếu như không có cái này, không có các cái gói này thì không có cơ hội cho những người đến sau. Không có cơ hội dành cho những người đến sau. Đúng không anh chị em? Không có cơ hội, không có cửa cho những người đến sau. Kể cả những ông đến sau, kể cả là ông giỏi. Đấy. Thì đấy là cái hay của cái việc mà nó đốt đốt ATH, tức là nó gì ạ? Nó thu hồi ATH lại. Cái tiếp theo đấy là giới thiệu thành viên. À, cái việc tiếp theo đấy là gì ạ? Là mua các cái phí gói thành viên. Thì thằng này là cái thằng ít những cái thằng nào mà coi đào coi mà lại gì ạ? Mà lại dám bán các cái gói thành viên. Hầu hết các cái đồng coi đào coi ấy, là đào miễn phí ấy, cho mọi người vào đào miễn phí ấy. Giống như đồng Pi ấy, đào miễn phí xong bắt đầu sao ạ? Nó bị lạm phát. Coi nó tràn lan luôn bởi vì nó đào trực tiếp ra Pi. Còn thằng này nó khôn, nó đào gì ạ? Đào ra game. Xong nó quy đổi ra gì ạ? Đồng ATH. Mà đồng ATH thì không bị lạm phát. Còn đồng Pi thì sao ạ? Đồng Pi bị lạm phát. Bởi vì ông nào cũng đào miễn phí, ông nào cũng được nhiều. Sau đến lúc mà lên sàn thì sao ạ? Thì các ông làm gì ạ? Các ông xả. Bởi vì các ông đào miễn phí mà. Đấy. Được bao nhiêu thì được. Nhưng mà những người đầu tư ấy, họ tư duy họ khác. Họ tư duy của họ sẽ là gì ạ? Là hold lại. Những người càng có tiền thì tư duy của họ lại càng hold lại. Để làm gì ạ? Tăng giá, được giá. Bởi vì ít nhất họ phải tăng giá, được giá, phải lời hơn số tiền họ đầu tư. Còn những cái người mà họ free không đầu tư thì sao ạ? Họ chả mất gì. Cho nên giá nào cũng gì ạ? Cũng bán. Còn thằng mà đã đầu tư thì sao ạ? Phải được giá mới bán. Anh chị em đồng ý với quan điểm này không ạ? Cho nên những người mà đã đầu tư các cái gói thì họ thường sẽ hold lại. Những người đầu tư các cái gói để tăng tốc này thì làm sao ạ? Thì họ sẽ đào nhanh hơn. Và đào nhanh hơn nhưng mà họ lại không bán ra bởi vì họ muốn bán được giá tốt, họ lại hold. Như vậy là gì ạ? Cái số lượng lớn cái ATH được phân phối cho những cái người mà gì ạ? Bỏ tiền, những cái nhà đầu tư thì làm sao ạ? Thì lại không bị gì ạ? Không bị xả cách vô tội vạ. Họ có xả không ạ? Có xả chứ, họ xả để họ thu hồi vốn chứ. Nhưng họ không xả vô tội vạ giống như các ông đào gì ạ? Đào free, cái tư duy nó khác. Được chưa ạ? Rồi. Và họ đầu tiên là họ có cái gói gói đồng. Gói đồng này có 3 đô thôi anh chị em. Nó gọi là gói sinh viên, gói trải nghiệm. Có đâu đó khoảng hơn 70.000, 70-80.000 gì đó. Được không ạ? Để trải nghiệm. Và anh chị em nhìn này, đã có hơn 150.000 người đã mua. Nào, anh chị em nhìn thấy không ạ? 150.000 người họ đã thanh toán. Điều này là một điều rất tuyệt vời. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cộng đồng họ đang nắm giữ, họ đang sở hữu và họ đang gì ạ? Họ đang tin tưởng. Chỉ khi nào chúng ta tin tưởng thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua. Còn không thì chúng ta cái gì ạ? Cứ đào free thôi. Đấy, đúng không ạ? Và khi mà có người F1, F2 chúng ta mua cái gói này thì nếu mà F1 mua gói này thì chúng ta sẽ được 1 đô, tức là đâu đó khoảng 30%. F2 mua gói này chúng ta được 0,5 đô, tức là đâu đó được khoảng độ 15%. Như vậy là công ty sẽ trích lại 50% trả thưởng lại cho hai tầng ở bên trên. Họ chỉ giữ lại 50% thôi. Đấy. Như vậy nó sẽ tạo ra một cái thế cân bằng rất là hay. Đó là những người cộng đồng, những người làm cộng đồng, những người giới thiệu, những người chia sẻ, họ có quyền lợi thì họ sẽ chia sẻ mạnh hơn, họ chia sẻ tốt hơn, họ chia sẻ máu hơn, họ chia sẻ gì ạ? Nhiệt tâm hơn. Thì làm sao ạ? Thì làm sao anh chị em? Thì cái cộng đồng nó càng phát triển. Có đúng không ạ? Cộng đồng nó càng mạnh bởi vì họ gì ạ? Chia sẻ họ có lợi mà. Huy chia sẻ ở đây Huy có lợi mà. Có đúng không ạ? Không có lợi thì ai làm?
con người rồi. Nói chung là làm vì hai thứ, thứ nhất là vì lợi, thứ hai là vì danh, nó loanh quanh ở cái chỗ đấy thôi, đúng không? Đấy, chia sẻ miễn phí nhưng mà nó cũng phải có lợi gì thế chứ, làm gì có chuyện không có lợi mà lại không chia sẻ, có phải không ạ? Đấy, như vậy thì nó sẽ có một cái hay, nó là giúp cho cộng đồng phát triển và đồng thời nó giữ lại 50%, nó giúp là gì ạ? Giúp công ty phát triển. Nào, nếu như mà công ty nó không phát triển, nó không kiếm được tiền thì công ty nó cũng chán, nó cũng nản, giống như đồng quy ấy. Nó tạo ra rồi xong cuối cùng mấy năm trời nó không có tiền để nó gì ạ? Nó không bán các cái gói, xong rồi nó không có tiền để nó phát triển thì làm sao mà nó lên sàn được. Đấy, tại sao đến bây giờ chưa lên sàn được mà vậy chị, đúng không ạ? Đấy, cho nên là thằng chủ dự án nó kiếm được tiền thì nó mới có tiền để nó phát triển dự án tiếp theo. Ở đây chúng ta là bài toán là win-win mà. Mình nhìn người ta có lợi mình cũng mừng chứ, đúng không ạ? Công ty mà nó không kiếm được tiền thì nó chết, nó chết thì mình sao ạ? Mình cũng chết. Cho nên mình ủng hộ cái việc nó kiếm được tiền, đúng không ạ? Ủng hộ nó kiếm được tiền. Bao nhiêu anh chị em ủng hộ là gì ạ? Là cái công ty là nó phải kiếm được tiền. Bởi vì anh chị em biết này, để nó lên được sàn thì nó phải có tiền để tạo thanh khoản. À, nghĩa là gì? Cái đồng này khi mà lên sàn ấy thì sẽ có một số lượng người vào xả, có đúng không ạ? Một số lượng người vào gì ạ? Họ bán bất chấp giá nặng bán, thì ai sẽ là người mua lúc đầu? Thì chính là công ty là phải mua lúc đầu, chính cái đội dev, cái đội dự án này phải là người mua lúc đầu, được chưa ạ? Ok không ạ? Nhá, cho nên là gì ạ? Là công ty này cần phải có tiền để nó làm gì ạ? Để nó tạo thanh khoản khi mà lên sàn. Thế cho nên là khi mà nó thu được tiền là mình cảm thấy rất là yên tâm. Sợ nhất là nó không thu tiền. Không thu tiền thì nói chung là không, vô vọng, phát triển là vô vọng. Nhưng nếu mà nó thu quá nhiều tiền thì cũng chết. Nó trả quá nhiều tiền cho người, cho cộng đồng thì cũng chết. Nói chung nó phải có sự cân bằng anh chị em nhé. Rồi. Tiếp theo ở đây là chúng ta thấy là cái lợi ích của cái gói này. Tốc độ tăng tốc độ này. Đấy, rồi chia sẻ doanh thu này. Cái phần chia sẻ doanh thu này, cái phần rất là hay anh chị em nhé. Đấy, tổng doanh thu nó thu được này, nó từ những cái phí như là phí KYC này, từ cái phí chuyển này, từ cái phí push này, từ cái phí là unstake này. Unstake này chút nữa Huy sẽ nói là cái phần tiết kiệm, gửi tiết kiệm. Thì nó sẽ tổng thu được bao nhiêu, nó sẽ đốt vĩnh viễn là 70%. Anh chị em tưởng tượng này, mới có hơn một ngày, hôm nay mới ngày thứ hai của tháng 4 thôi mà đã thu được 6 triệu ATH, trong đó từ phí post, phí put này, phí put là gì ạ? Hơn 6 triệu, tức là người dùng đã bỏ tiền ra để mua các cái gói tăng tốc rất là nhiều. Điều đấy có nghĩa là gì ạ? Điều đấy có nghĩa là người ta tin tưởng vào dự án và người ta đầu tư. Tức là càng có nhiều người sẵn sàng đầu tư thì làm sao ạ? Thì dự án càng nghiêm túc, dự án càng tốt. Nếu mà 100% các ông, toàn các ông đào free, không ông nào đầu tư ấy, thì dự án đấy dễ chết lắm. Nhưng là nếu mà có nhiều nhà đầu tư, nhiều người bỏ tiền ra thì dự án đấy ngon đấy. Được không anh em? Đó, cộng đồng, nhưng mà cộng đồng nó phải gì ạ? Nó phải chất lượng. Đồng ý không anh chị em? Cộng đồng là chất lượng. Rồi, thế nó đốt cái này có nghĩa là gì ạ? Nó đốt tức là nó hủy đi. Nó hủy đi có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là số lượng đồng ATH lưu hành trên thị trường giảm đi. Số lượng đồng ATH lưu hành trên thị trường giảm đi có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là giá của nó sẽ tiếp tục tăng. Theo đúng quy luật cung cầu. Đó là gì ạ? Nhu cầu nhiều hơn nguồn cung. Nguồn cung càng ngày càng giảm, nhu cầu càng ngày càng tăng, cho nên đồng coin tăng giá, được chưa ạ? 30% còn lại thì nó chia cho 3 cấp bậc. Cấp bậc đồng tức là những thành viên đồng mua gói đồng thì được thưởng 5%, cái quỹ 5% toàn cầu. 5% dựa trên cái gì ạ? Tổng doanh thu này. Cái gói bạc thì là để mà trở thành thành viên bạc thì chúng ta mua cái gói thành viên bạc với trị giá là 30 đô thì chúng ta được chia cái quỹ là 10%. Và thành viên vàng chúng ta được chia quỹ là 15%. Để lên thành viên vàng thì chúng ta sẵn sàng đầu tư là 99 đô. Được chưa ạ? Và anh chị em nhìn này.
với thành viên vàng. Hiện nay mới chỉ có 6.000 người trở thành thành viên vàng. Ở trên 4,2 triệu thành viên, hiện nay mới có 4.000 người trở thành thành viên vàng. Tức là những người ở thành viên vàng, anh chị em thế này, tốc độ khai thác lên đến 11.000%, tức là tăng lên 11 110 110 lần so với cả cái free. Và nếu chúng ta vào sau, chúng ta vào muộn, chúng ta lỡ các cái cơ hội sớm rồi, thì làm sao ạ? Chúng ta có cửa nào để cạnh tranh với những cái người đi trước hay không? Thì xin thưa với anh chị em, đây là cơ hội để chúng ta có thể cạnh tranh với những người đã khai thác cách đây 3 tháng, 4 tháng. Những người cách đây 3 tháng, 4 tháng họ gì ạ? Họ không có cái gói này. Cái gói vàng này xin thưa với anh chị em mới ra được có 5 ngày thôi. Đến ngày hôm nay là ngày thứ 6. Được chưa ạ? Tức là cái gói này mới ra thôi. Và đấy là lý do tại sao mà tháng 3 nó bùng nổ. Cuối tháng 3 nó bắt đầu mới ra cái gói vàng này. Và nó từ khi nó ra gói vàng một phát là cả cộng đồng nó sôi sục luôn. Đấy, cả cộng đồng sôi sục luôn. Và khi anh chị em tưởng tượng này, khi mà F1 của mình mua gói vàng này 99 đô thì mình sẽ được 33 đô. F2 mua gói vàng mình sẽ được 16 đô. Như vậy nếu chúng ta giới thiệu ra 3 người mua gói vàng là chúng ta thu hồi vốn. Được chưa ạ? Nếu mà chúng ta đầu tư gói vàng, sau đó có giới thiệu ra ba người này mua gói vàng là chúng ta hòa vốn. Và từ đấy trở đi đào được bao nhiêu là lãi. Được chưa ạ? Và trung bình mỗi một tháng, nếu như anh chị em max speed một tháng theo cái dự tính của Huy thì anh chị em có thể kiếm được khoảng 1 đến khoảng 1.000 ATH. 1.000 ATH với cái giá dự kiến trong thời gian tới nó có thể tăng lên khoảng 4 đến 5.000. Thì 1.000 ATH tương đương với khoảng 5 triệu. Mà tổng số tiền chúng ta đầu tư cho ba gói để mà mua được gói vàng thì chúng ta phải mua gói đồng và gói bạc. Và tổng ba gói là 133 đô, 132, 133 đô. 133 đô Huy tính nhanh ra nhân được USDT thì nó rơi vào khoảng độ 3 triệu rưỡi. Đầu tư ra khoảng 3 triệu rưỡi anh chị em nhé. Thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái thu nhập khoảng 3 đến 5 triệu đến 10 triệu một tháng tùy vào cái giá của ATH. Giá ATH càng tăng lên thì số tiền chúng ta thu được càng nhiều. Mà cái điều hay này, chúng ta đầu tư có một lần thôi anh chị em. Chúng ta đào suốt 2 năm. Đầu tư có một lần thôi, đào suốt 2 năm. Được chưa ạ? Đấy. Và mỗi tháng chúng ta có một cái tiềm năng thu nhập từ 5 đến 10 triệu đến 20 triệu đến 50 triệu một tháng tùy vào cái giá của đồng ATH. Nếu giá đồng ATH là 1 đô thôi thì anh chị em tưởng tượng này là chúng ta có 1.000 đô một tháng. Nếu giá ATH là 5 đô thì chúng ta có 5.000 đô một tháng. Tất nhiên là số lượng ATH chúng ta đào được có thể sẽ giảm xuống. Sau này chúng sẽ giảm xuống là 800 ATH, 600 ATH, 500 ATH. Nhưng nếu 500 ATH mà giá lúc đấy là 5 đô thì chúng ta cũng được là 2.500 đô. Mà chúng ta đã thu hồi vốn từ cách đây rất lâu rồi. 3 triệu rưỡi đầu tư, được chưa ạ? Và gì ạ? Chúng ta thu hồi vốn trong vòng vài ngày. Nếu chúng ta giới thiệu 3 người, còn không giới thiệu được ai thì chúng ta đào một tháng, cùng lắm là 2 tháng là chúng ta gì ạ? Thu hồi vốn. Mà theo cái tính toán của Huy thì chỉ cần khoảng độ tháng là anh em thu hồi hết rồi. Một tháng là thu hồi vốn, tức là bỏ ra 3 triệu rưỡi. Sau một tháng thu về 3 triệu rưỡi là coi như là x2 tài khoản rồi. Được chưa ạ? Coi như x2 tài khoản rồi. Trong khi cái vốn của mình ở trong đấy vẫn còn mà. Cái vốn để mình đào vẫn còn mà. Và mười mấy tháng sau mình vẫn đào tiếp. 24 tháng mà hiện nay mới đào 4 tháng. Còn 20 tháng nữa để chúng ta đào. Có đúng không anh chị em? 20 tháng là nó sinh ra lợi nhuận cho mình. Đấy. Thế thì một cái dự án mà tốt ý, thì đấy là cái dự án mà chúng ta không cần phải đầu tư quá nhiều. Nhưng mà nó dạng tạo cho chúng ta cái dòng tiền. Và chúng ta thử nhân lên. Nếu như mà trung bình mỗi tháng chúng ta kiếm được 5 triệu thôi. Chúng ta bỏ ra là 3 triệu rưỡi. Thế coi như là chúng ta bỏ ra 5 triệu thôi. Và mỗi tháng trung bình chúng ta kiếm được 5 triệu thôi. Trong vòng 20 tháng. Thì có phải là x20 lần đúng không ạ? Đúng không anh chị? Coi như là chúng ta đào là đầu tư 5 triệu đi. Đấy. Mà nếu như mà mỗi một tháng chúng ta kiếm được 5 triệu thôi. Nhưng bản chất là càng ngày chúng ta kiếm được càng nhiều hơn bởi vì giá nó càng tăng.
Tất nhiên là giá tăng thì đấy là mình là hy vọng, chứ còn không phải chắc chắn. Có thể giá nó tăng lên, có thể nó lại giảm, đúng không ạ? Mình không biết được. Nhưng mà mình cũng không không cần nói đến 20 tháng, mình chỉ cần 6 tháng thôi, cần 1 năm thôi, đúng không ạ? Là cũng là ít bao lần. Cái điều quan trọng là cái chi phí để chúng ta bỏ ra không quá lớn, chi phí bỏ ra không quá nhiều. Đấy. Và cái đồng coin này nó gì ạ? Đấy. Nó không bị lạm phát. Đấy. Nó lại gì ạ? Nó lại đốt liên tục. Đấy. Thì đấy là cái mà mình thấy nó khá là hay. Đấy chưa? Ngoài ra thì nó có các nhiệm vụ. Đấy, chúng ta có thể làm các nhiệm vụ. Đấy, cái cộng đồng, đấy, chúng ta có thể xem chi tiết cái cộng đồng. Chưa? Đấy. Chúng ta xem cộng đồng rồi ví, đó nó rất là rõ ràng anh chị ạ. Đấy. Ví rất là rõ ràng. Nó nhận được bao nhiêu rồi được bao nhiêu, nó rất là rõ đây. À, có một cái hay nữa. Thằng này nó là Lonpat mà. Đấy. Lonpat thì nghĩa là gì ạ? Nó là nơi để nó giúp các đồng coin khác tăng giá. Và hiện nay thì nó đang marketing cái đồng Lion này rất là nhiều này. Cái đồng Lion này. Và cái số Lion ở đây ấy là nó được gọi là airdrop, tức là nó tặng. Nó tặng. Mỗi một game mình kiếm được thì nó sẽ tặng 150 Lion. Đó. Thì cái đồng Lion này thì cái giá của nó rẻ thôi, nó có 0,000003, tức là 7 số 0 với một số 3. Đấy, cho nên là số này nó tính ra là nó chưa được 1 đô thôi. Khoảng 1 đô gì đấy. Thì ở đây là nó tặng Lion, và trong tháng 5 cái đồng Lion là nó sẽ lên sàn. Và hiện nay nó đang bán private cái đồng Lion này với giá là 0,000003, tức là 7 số 0 với một số 3. Nó bán private, tức là bán cái vòng gọi là vòng người nhà đấy. Thì chúng ta đang mua được cái đồng này với cái giá rất rẻ. Và khi mà lên sàn thì dự kiến giá nó sẽ có thể là x10, thậm chí là x100 so với các cái đồng khác. Những không có cộng đồng, không có nhiều người hold ví, không có nhiều người làm marketing, rồi là không có cái người để, đầu tiên để tạo thanh khoản. Thì thằng này nó có rất nhiều cái cơ sở để mà nó có thể tăng giá. Nó giống như cái đồng meme, giống như đồng pepe ấy, nó giống như đồng Dogecoin ấy, giống như là Shiba Inu ấy. Thì nó là gì ạ? Nó là cái đồng mà theo trend anh em ạ. Đây là cái đồng theo trend, nó không có tính ứng dụng, nó cũng không có công nghệ gì hết. Đồng này không phải đồng công nghệ. Cái đồng ATH là đồng công nghệ, nó khá là khó hiểu, phân tích mãi anh chị em không hiểu. Nhưng cái đồng Lion giống như đồng pepe, tại sao nó phát triển? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó dễ hiểu, chả cần phải hiểu cái gì cả. Nó chẳng có vua, nó chẳng có roadmap, nó chẳng có white paper, nó chẳng có cái gì cả. Nhưng cái đồng meme nó đang trend, tại sao? Thứ nhất nó dễ hiểu. Thứ hai, nó có ba cái yếu tố để đồng meme, cái đồng meme coin hay đồng meme này nó tăng giá. Thứ nhất, nó là gì ạ? Nó phải là đồng coin vô chủ. Thì cái đồng Lion này, mặc dù là cái công ty Athen này nó tạo ra cái đồng Lion này, nhưng nó sẽ từ bỏ cái quyền chủ sở hữu. Và trong cái hợp đồng, cái smart contract ấy, đó, là gì ạ? Là cái thằng công ty này nó không gì ạ? Nó không có can thiệp nữa. Như vậy là cái đồng meme này, cái đồng Lion này, nó sẽ vô chủ. Và khi nó vô chủ thì sao ạ? Là người người dùng họ cảm thấy yên tâm hơn. Đấy. Bởi vì nếu như mà nó có một cái công ty chủ sở hữu thì nó có thể tiếp tục phát hành cái đồng coin này và nó gây ra lạm phát mà mình không biết. Đấy. Nhưng khi mà nó từ bỏ cái quyền sở hữu cái đồng coin này thì cái đồng coin này nó trở nên là gì ạ? Đồng coin của cộng đồng, giống như Bitcoin ấy, đâu có chủ đâu, đâu có ai làm chủ đâu. Cho nên giá nó bay như vậy, đúng không ạ? Đấy, tại sao thằng Ethereum mà nó không bay được như thằng Bitcoin? Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có một thằng chủ sở hữu. Nó khác. Đấy. Nó có một cái công ty đứng phía sau. Ừ. Thì cái thằng Lion này nó sẽ giống như thằng PP, giống như thằng Dogecoin ấy, nó là gì ạ? Nó không có thằng nào là chủ cả. Đấy, cộng đồng sẽ là người quyết định. Đấy. Cái thứ hai nữa đó là nó phải có thằng đứng phía sau để tạo thanh khoản lúc mà nó lên sàn. Rất nhiều đồng coin meme này ra đời, đồng coin meme ra đời thì nó dễ lắm anh chị ạ. Nó không khó, thậm chí là Huy có thể tạo ra đồng meme được. Trong vòng 15 phút Huy tạo ra cái đồng meme được. Nó không khó. Nhưng khi mà lên sàn thì thằng nào mua?
chẳng có ai quan tâm cả. Cho nên là gì ạ? Nó chẳng có ai mua, đúng không ạ? Đấy. Như vậy là để mà một cái đồng meme mà lên sàn mà thành công thì nó phải gì ạ? Nó phải có yếu tố, đấy là phải có cộng đồng, là phải có nhiều người nắm giữ cái đồng này, nhiều người quan tâm cái đồng này, nhiều người FOMO, nhiều người nói về cái đồng này. Thì bắt đầu những người mà chưa sở hữu đồng này họ quan tâm, họ bảo ờ đồng này có tiềm năng tăng giá thì họ mới nhảy vào họ mua, đúng không ạ? Thế thì cái cộng đồng thì nó lại là một cái nhược điểm. Khi mà nó airdrop cho mọi người đều có đồng coin này, thì khi mà lên sàn thì sao ạ? Giống như Huy nói lúc đầu ấy, người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ xả, người ta sẽ gì ạ? Bán bất chấp, đúng không ạ? Bởi vì họ được tặng miễn phí mà. Rồi, thế thì họ bán gọi xả như vậy, thì phải có một thằng nó sẵn sàng đứng ra nó mua lại của tất cả mọi người. Thì thằng nào dám bỏ tiền ra mua lại đồng này thì cái thằng đấy nó phải là thằng tin chắc chắn đồng coin này sẽ lên giá, thì nó sẽ mua vào. Nó mua vào thì sao ạ? Nên được giá thì nó sao? Nó lại bán ra. Thì thằng nào là thằng chắc chắn tin cái đồng này sẽ lên giá? Chỉ có một thằng duy nhất đầu tiên, đấy là thằng gì ạ? Tạo ra cuộc chơi, tạo ra cái đồng này, cái đội dép ấy, cái đội đấy, cái công ty này. Cái công ty nó có tiền không anh chị em? Nó bán được đồng, gói đồng, gói bạc, gói vàng là nó kiếm được tiền đấy. Nó lấy cái tiền đấy nó đem đi, nó thanh khoản, tạo thanh khoản cho đồng này rồi. Được chưa anh chị em? À, để mà cái đồng ATH, cái đồng coin công nghệ, đồng coin nền tảng lên được sàn thì làm sao ạ? Thì nó sẽ phải ít nhất phải bỏ ra 1 triệu đô để tạo thanh khoản lúc ban đầu. Nhưng cái đồng meme này thì nó chỉ cần 100.000 là gì ạ? Tạo thanh khoản là tốt rồi. Ok không ạ? Như vậy nó hoàn toàn có đủ khả năng về mặt tài chính để giúp cho đồng Lion này tạo được thanh khoản lúc ban đầu. Tức là lúc đầu ấy là mới lên là các bố là xả, xả kinh khủng luôn. Xả kinh khủng luôn thì bắt đầu nếu mà đồng coin này mà không có thằng mà mua vào ấy, thì làm sao ạ? Thì nó sẽ cắm đầu đi xuống và nó sẽ không ngóc lên được nữa. Nhưng nếu mà có thằng mà nó mua vào để nó giữ được cái giá lúc ban đầu, tức là cứ thằng nào mà xả đến cái giá đấy là nó mua hết. Ví dụ như là nó bán private là 0,3 thì lúc tạo thanh khoản ít nhất nó sẽ mua lại với giá 0,3. Đấy, hoặc là 0,4 hoặc 0,5. Được chưa ạ? Thì khi đó ông nào mua private 0,3 thì ít nhất là hòa vốn hoặc có lãi. Tức là bán 0,3 hoặc là gì ạ? 0,4 hoặc 0,5 là có lãi. Được chưa ạ? Thì nó tạo thanh khoản và nó giúp cho những người mua private là ít nhất là hòa vốn. Như vậy là anh em nào mua private Lion ở trong giai đoạn này ít nhất là hòa vốn, không sợ là lỗ. Đấy, đấy là cái mà thằng công ty nó đang đưa ra. Đấy, và khi mà nó giữ được giá rồi thì bắt đầu cộng đồng bắt đầu lao vào. Những cái người mà họ mất cái cơ hội mua vòng private ấy, thì họ bắt đầu lao vào. Giống như thằng ATH, nó đã bán cái vòng Angel, vòng private cách đây, nó đã đóng lại cách đây khoảng độ hơn hơn 2 tuần. Tức là bây giờ mình không mua được nữa rồi. Khi đó thì giá của ATH lúc đó mới có 0,003 đô, tức là đâu đó nó chỉ có khoảng 700 đồng Việt, 700 đồng Việt Nam thôi. Nếu mà ai mua được ATH cái vòng private là chỉ mua với cái giá 700 đồng Việt Nam thôi. Như vậy là gì ạ? Là bây giờ đã nhìn thấy có lãi rồi, đúng không anh chị em? Bây giờ bán 2.000 là có lãi rồi, đúng không ạ? Đấy. Nhưng mà tất nhiên là phải bán khi mà nó ra sàn thì nó lại chỉ trích ra 35% thôi. Đấy, 35% bán trước, sau đó là còn lại thì sau 1 tháng nó mới mở khóa. Đó. Nhưng hầu hết những anh chị em nào mua được với cái giá private thì đều gì ạ? Đều lãi. Đều lãi. Và bây giờ chúng ta đang có cơ hội để mua private cái đồng Lion. Nhưng chúng ta chỉ mua khi nào ạ? Chỉ mua khi nào? Khi chúng ta tin tưởng thực sự nó có khả năng tăng giá. Và ít nhất là chúng ta có thể bán để thu hồi vốn, coi như là gì ạ? Hòa vốn. Đúng không anh em? Đấy. Thì đồng Lion này là cái đồng mà Huy thấy rằng là ít nhất anh chị em là gì ạ? Không có lỗ. Khi mà lên sàn vào trong tháng 5, nó bảo trong tháng 5 lên sàn thì Huy cứ cho là cuối tháng 5. Được chưa ạ? Cho nó xông xênh. Cuối tháng 5 lên sàn. Bây giờ là đầu tháng 4. Nếu mà chúng ta mua Lion ở thời điểm này thì làm sao ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể x5, x10 tài khoản vào tầm cuối tháng 5 hoặc là gì ạ? Cùng lắm là sang tháng 6. Đấy.
Và đây là một cái game, một cái kèo mà nó có thể nói là khá là an toàn. Và cái quan điểm của Huy là như này, trừ những anh chị em nào leader có nhiều tiền, có tầm nhìn thì anh chị em ôm khoảng vài ngàn đô, còn những anh chị em ít thì mỗi anh em ôm 100-200 đô, coi như chơi xổ số, được thì là x10, không được thì hòa vốn, được không ạ? Nên nên có để chúng ta gọi là tham gia vào thị trường. 100-200 đô thì nó cũng không quá nhiều, mình cũng không gì ạ, mình cũng không mất, mình cũng không chết, mình cũng không gọi là phá sản nếu mình có mất 100-200 đô, nhưng mà nó là một cái kèo, một cái hy vọng, được chưa ạ? Và Huy sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin cho anh chị em, và đặc biệt những anh chị em nào nếu mà mình mua trực tiếp ở trên cái trang private mà công ty nó bán ấy, thì thứ nhất là mình sẽ bị mất cái phí, thứ hai nữa là mình sẽ phải mua với cái số lượng là 1.000 đô trở lên. Đấy, mình phải mua 1.000 đô. Đấy, còn nếu mà ít hơn thì nó không bán. Thế anh chị em nào muốn mua 100-200 đô ấy, thì mấy anh em gom vào nhá, thì hiện nay Huy đang gom mấy anh em để cùng nhau mua. Anh em nào muốn mua 100-200 đô, 300-400-500 đô, đấy, kể cả anh em 1.000 đô nhé. Nếu anh chị em nào mua trên 1.000 đô thì có thể là sẽ được tặng lại đâu đó khoảng 5%. Đấy, tức là mình được 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 tặng thêm coin. Đấy, ok không ạ? Thế anh em nào mà muốn mua cái đồng này thì mình sẽ gom lại, được chưa ạ? Gom lại, nói chuyện với cái người mà giới thiệu cho mình, chia sẻ cho mình cái dự án này. Đấy, sau đó mình gom lại để mua cái đồng này. Ok không ạ? Nhá. Đấy thì đấy là một vài cái sơ bộ Huy chia sẻ cho anh chị em về cái dự án này. Thứ nhất, mình tổng kết lại, đây là một dự án có cộng đồng rất tốt. Thứ hai, đó là cái đồng coin này có tiềm năng tăng giá tốt, bởi vì nó có cơ chế để mà gì ạ, halving, giống như Bitcoin, càng ngày cái số lượng coin nó càng giảm, cộng với cả cơ chế đốt 70% coin mà nó thu hồi được. Đấy, thì nó sẽ giúp cho đồng coin này tăng giá. Cái thứ ba, đó là còn cơ hội cho những người đến sau. Kể cả những người sau 1, 2, 3 tháng nữa mà họ đầu tư gói vàng thì họ vẫn có cơ hội lọt vào top gì ạ? Top 10%. 4 triệu người, 10% là bao nhiêu ạ? Là 40.000 người. 5% là bao nhiêu ạ? 20.000 người. Mà bây giờ top vàng mới có 6.000 người thôi. Anh chị em, nếu mà anh chị em tham gia bây giờ, anh chị em vẫn thuộc vào top bao nhiêu ạ? Top 1%, top 2%. Nếu anh chị em tham gia gói vàng, anh chị em vẫn rơi vào top 2%. Những người gì ạ? Có tốc độ đào cao nhất. Đấy là lý do tại sao Huy mới vào 6 ngày mà Huy rơi vào top có 100, 200. Huy tốt rơi vào top 100, 200. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình đầu tư, mình sẵn sàng đầu tư. Mà đầu tư bao nhiêu anh chị em? Đầu tư có khoảng 3 triệu rưỡi thôi, nó cũng không quá nhiều. Nó không chết được, không phá sản được. Nếu mà chẳng may mà có mất thì sao ạ? Thì thôi cũng là bài học. Đúng hay chưa đúng anh chị em? Đấy, Huy cũng không khuyến khích anh chị em vào quá nhiều. Hôm trước có một bạn bạn hỏi là em vào 100 tài khoản được không? Thì Huy chỉ chia sẻ là như này. Nếu anh chị em có nhiều tiền thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em một cái kèo khác. Sắp tới sẽ còn những kèo khác còn hay hơn nữa, đúng không ạ? Đấy, quan trọng nhất anh em đi với nhau, quan trọng nhất anh em trong cùng một cộng đồng, quan trọng nhất anh em mình chơi với nhau, quan trọng nhất anh em mình có sự giao tiếp với nhau. Thì có cái gì hay đấy, là Huy chia sẻ. Đấy, có cái kèo nào thơm Huy lại chia sẻ, được không anh chị em? Đấy, cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ còn một vài trăm đô này thì nó không giàu được, nó cũng không nghèo, nhưng mà gì ạ, đấy là cái cơ hội để chúng ta gần gũi nhau hơn, cái cơ hội để chúng ta tham gia vào trong cộng đồng, cái cơ hội để chúng ta gì ạ, biết thêm một cái dự án, chúng ta biết thêm những kiến thức, và thường xuyên Huy sẽ có những cái chương trình bổ túc kiến thức cho anh chị em, được không ạ? Đấy, với kinh nghiệm hơn 5 năm, 6 năm, 7 năm làm tài chính, trong đó bao gồm cả forex, cả vàng, chứng khoán thì Huy bỏ lâu rồi. Đấy, chứng khoán Việt Nam thì nó bị lũng đoạn, anh chị em thấy đợt vừa rồi những cái thị trường chứng khoán Việt Nam là mất niềm tin, là rất nhiều người rời bỏ thị trường chứng khoán Việt Nam. Đấy, bây giờ là Huy nếu mà anh chị em chơi chứng khoán, Huy sẽ hướng dẫn anh chị em chơi chứng khoán Mỹ, mua chứng khoán của Apple, của Facebook, của Amazon, của VinFast, được chưa ạ? Đấy, anh em vào trong cộng đồng cùng với Huy, tham gia cùng với những người mà giới thiệu với anh chị em cũng được vào trong cộng đồng cùng với Huy, được chưa ạ? Sau đó Huy sẽ gì ạ, chia sẻ những cái chương trình, những cái kiến thức để anh chị em có thể mua chứng khoán Mỹ. Đấy, mua chứng khoán Apple, mua chứng khoán của
VinFast, à, ví dụ thế. Hoặc là anh chị em có thể chơi Forex, anh có thể Huy sẽ hướng dẫn anh chị em cách để mà mình copy những cái chuyên gia, đấy, mình thuê chuyên gia nước ngoài về để mình đưa tiền cho họ, sau đó mình thuê chuyên gia để họ tạo lợi nhuận cho mình. Được bao nhiêu thì mình chia theo tỷ lệ, ví dụ như là 28 37 đấy, mình 7 họ 3 đấy, dựa trên cái lợi nhuận họ tạo ra, ví dụ thế đấy. Hoặc là sẽ có nhiều cái cơ hội khác để mà chúng ta có thể x tài sản. Trong team của Huy thì có những người làm bất động sản, ví dụ như có anh Mạnh là bất động sản ông Phú Quốc rất mạnh, và sắp tới anh ấy có một cái trend bất động sản ở Tây Nguyên, mua 1 hecta chỉ có 300 triệu thôi, ví dụ thế. Thì có rất nhiều những cái người giỏi đã là triệu phú đô la rồi anh chị em ạ. Đấy, họ có rất nhiều triệu phú đô la trong cái team, trong cộng đồng. Và gì ạ? Đấy là cơ hội để mình có thể gọi là x tài sản rất nhiều lần. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải đi với nhau. Quan trọng nhất chúng ta phải gần gũi nhau. Quan trọng nhất là chúng ta phải dám đầu tư, dám bỏ tiền ra. Ok không anh chị em? Đấy. Rồi. Thì đấy là một vài cái chia sẻ của Huy. Anh chị em nào mà chưa hiểu chỗ nào thì có thể đặt câu hỏi, Huy sẽ giải đáp. Nếu mà Huy biết, còn không biết thì Huy sẽ hỏi lại. Đó. Và anh chị em nào mà muốn tham gia hoặc là muốn hiểu hơn thì nhắn tin, Huy sẽ hướng dẫn thêm. Đó. Còn tải app như thế nào thì nó dễ thôi. Tải app rồi đăng ký thì nó dễ thôi anh chị em nhé. Mấy cái đấy không có. Cái app này nó khá dễ, anh chị em vào anh chị em mò tí là ra. Rồi. Anh chị em nào có câu hỏi đặt câu hỏi nhé. Trong lúc đấy thì Huy uống nước cả. Anh chị em bật cam lên nhá, bật cam lên. Đến giờ này là giờ anh em giao lưu, chúng ta sẽ giao lưu khoảng 20 phút đấy, 15 20 phút gì đó được ạ. Anh chị em nào là người mới ngày hôm nay nghe lần đầu tiên mà vẫn chưa hiểu đúng không ạ, vẫn chưa hiểu gì không ạ, có ai vào sau là người mới mà vẫn chưa hiểu gì không ạ? Hello. Nếu như mà anh chị em không hỏi thì có hai trường hợp xảy ra. Một, đấy là mình đã biết rồi. Hai là mình không hiểu gì. Có đúng không ạ? Một là mình hiểu hết thôi. Hai là mình không hiểu gì. Thì mình mới không dám hỏi. Mình ngại, mình sợ, mình không dám hỏi. Thì bây giờ anh chị em comment nhé. Nếu anh chị em hiểu hết rồi và mình quyết định tham gia gói vàng trở lên rồi thì comment số 1. Còn nếu mình chưa hiểu gì, muốn tự tìm hiểu thêm thì comment số 2. Thật nhanh ạ, còn 1 với 2 thôi mà còn sợ nữa thì thôi nhé. Là Huy lạy anh chị em luôn đấy, vái luôn đấy. Có mỗi số 1 với số 2 mà không dám bỏ cái tay ra để mà đấy. Ngày xưa mình đào tạo vào mùa đông thì anh em bảo đút tay túi quần cho nó ấm, bỏ ra sợ nó lạnh. Giờ mùa hè nóng nực mà cũng không dám bỏ tay ra để ấn một cái nút gọi là ủng hộ, gọi là đấy mới được có mấy người, là 1 2 3 4 5 6 người. 27 người mới được có 6 người comment, anh chị em lười đến mức như vậy. Hello, hello. Dậy nào, dậy nào. Anh em nào mà ngủ thì đang ngủ thì dậy nào. Comment nè. Mình nhắc lại nha, ai mà đã hiểu và quyết định tham gia thành viên vàng trở lên, tức là vàng và quyết định là đi tham gia cùng dự án ấy thì comment số 1. Còn ai mà chưa hiểu, chưa tham gia, muốn tìm hiểu thêm, tự tìm hiểu hoặc muốn hỏi thêm, đấy, chưa hiểu gì cả, nói chung ù cà cà hoặc chưa tin, comment số 2. Kiếm tiền thì không lười được đúng không? Toàn số 1 nên phải có số 2 chứ. Đùa. Anh chị em số 2 đâu hết rồi, phải chắc chắn phải có người số 2. Đấy. Rồi, ai số 2 nữa là mạnh dạn à? Trời ơi. Mấy ông số 2 là mấy ông không phải là lười, mấy ông ngại. Mấy ông sợ. Đúng không ạ? Sợ bị lùa gà, sợ bị mất tiền. Đúng hay rất đúng ạ?
Huy cũng ngày xưa cũng thế mà. Huy cũng giống anh chị em thôi. Sợ mất tiền. Tham gia vàng rồi nhưng vẫn chưa hiểu. Chưa hiểu thì mình lại gì ạ? Mình lên YouTube mình search được chưa ạ? Anh chị em nào mà số 2 nhá, mình chưa hiểu nhá. Rất đơn giản, anh em lên YouTube tìm hiểu. Lên YouTube rất nhiều những cái chia sẻ được chưa ạ? À, một cái nguyên tắc là như này này, khi mình đầu tư vào bất kỳ chỗ nào thì mình cần phải hiểu về chỗ đó. Mình đầu tư vào bất động sản, mình phải hiểu về bất động sản. Mình đầu tư vào thị trường crypto, mình phải hiểu về thị trường crypto. Và để hiểu, mình bắt buộc phải bỏ thời gian công sức ra. Rất nhiều người nói tôi bận lắm. Ai chẳng bận, có đúng không anh chị em? Ai cũng cơm áo gạo tiền cả. Nhưng nếu mà mình cứ mãi bận như vậy, mình không có thời gian để mình tìm hiểu, sau đó mình sợ hãi. Anh chị em đã vào trong phòng Zoom này là mình đã có gì ạ? Có mong muốn kiếm tiền rồi. Mình có mong muốn kiếm tiền thì từ thị trường crypto rồi. Có đúng không ạ? Không phải tự nhiên mình bỏ thời gian công sức mình vào trong Zoom này mình ngồi đây xong rồi là điểm danh cho nó vui. Chắc chắn là anh chị em đã có mong muốn rồi. Mà đã có mong muốn thì bắt buộc mình phải dành thời gian ra mình tìm hiểu. Được chưa ạ? Đấy. Và cái cách, cái chỗ tìm hiểu nhanh nhất, gần nhất, dễ nhất đấy là YouTube, hoàn toàn miễn phí. Cái cách thứ hai nữa đó là mình hỏi những người đi trước. Nhưng mà trước khi hỏi mình cũng phải gì ạ? Tự tìm hiểu trước. Đừng động cái gì cũng hỏi. Đúng không ạ? Mình phải tự tìm hiểu cái gì không hiểu. Tìm rồi mà vẫn chưa hiểu thì mới hỏi. Đấy là cách để mà mình học bất kể thứ gì. Và như Huy nói, đó là gì ạ? Đầu tư vào đâu thì mình phải có kiến thức vào chỗ đó. Và tất cả những gì Huy chia sẻ ở đây, nó chỉ là cái thông tin, cái cảm nhận cá nhân của Huy mà thôi. Dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà Huy đã trải qua trong mấy năm trong lăn lộn trong thị trường tài chính. Thì đó chỉ là những cái gì ạ? Những cái trải nghiệm cá nhân thôi. Tất cả những thông tin đó anh chị em chỉ mang tính chất là tham khảo. Khi mà anh chị em ra quyết định đầu tư, ra quyết định là bỏ tiền ra thì đó là quyết định của chính chúng ta. Được không anh chị em? Và chúng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn 100% vào những cái gì ạ? Những cái quyết định đó của mình. Chúng ta chịu trách nhiệm 100% vào những cái gì ạ? Quyết định của mình. Không phải là tại ông Huy ông nói thế, bây giờ tôi mất tiền xong rồi đã đổ cho ông Huy. Đúng không anh nhé? Không, không bao giờ chúng ta làm như vậy. Rồi, bây giờ anh chị em comment giúp Huy là gì ạ? Chịu trách nhiệm 100%. Rồi kìa, à? Ở đây là gì ạ? Không có lùa gà, không có khuyến khích, không có ép buộc, không có kề dao vào cổ anh chị em là bảo là gì ạ? Xuống tiền đi. Đúng không ạ? Không có trường hợp đấy. Huy chỉ đưa ra những thông tin hữu ích để anh chị em có thể ra quyết định. Và Huy phân tích cả cái điểm yếu, cả cái điểm mạnh. Ví dụ như là cái dự án này có cái điểm yếu mà Huy cảm thấy không thích, đấy là gì ạ? Là cái đội team, là nó gì ạ? Nó không xuất hiện. Tức là nó không public thôi. Nó vẫn xuất hiện nhưng nó không public thôi. Được chưa ạ? Đấy. Thì cái đấy là cái mà Huy lăn tăn nhất. Cái đấy là cái mà Huy lăn tăn nhất. Còn tất cả những cái thứ khác thì Huy thấy là khá là ok. Khá là tốt. Từ về công nghệ này, từ về là chiến lược này, từ về là cái tầm nhìn, từ về là cái quy chế, cái cách chia các cái chiến lược của nó này, từ về cái marketing này, từ về cái cộng đồng này, tất cả mọi thứ Huy đều thấy rất tốt. Từ cái việc mà nó đầu tư không cần quá nhiều, có 133 đô thôi. Không chết được. Được chưa ạ? Coi như là cái bài học. Huy đã từng bỏ rất nhiều tiền ra để đi học. Chứ còn bỏ ra khoảng vài 3 triệu để đi học thì nó quá rẻ. Anh chị em, Huy khẳng định với anh chị em một điều này, nếu mà anh chị em bỏ ra tiền lên gói vàng thì anh chị em sẽ được học rất nhiều thứ ở trong cộng đồng này. Học rất nhiều thứ trong cộng đồng này luôn. Được không anh chị em? Đấy, sau khi anh chị em lên gói vàng thì liên hệ với Huy, liên hệ với người bảo trợ, cái người giới thiệu. Được chưa? Tí nữa bố sẽ Bố ơi, con chỉ nói là 100 tí thôi. nữa để đấy bố Chỉ biết giờ là 102. xem. Chỉ giờ là 102. Ok. Đấy là cái mà Huy chắc chắn anh chị em khi mà lên gói vàng, anh chị em sẽ được học rất nhiều thứ. Và quan trọng nhất anh chị em đồng hành với Huy, đồng hành với cả những cái người giỏi hơn Huy ở phía sau Huy nữa. Phía sau Huy có nhiều người giỏi lắm. Đấy, thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng.
chúng ta đi cùng với nhau. Nếu khi nào ấy, anh chị em nhớ điều này, cái thị trường này ấy, khi mà đang uptrend ấy, con nào cũng có khả năng win. 90% những con coin ra thời điểm này đều win, đều thắng, đều lên giá hết anh chị em. Cho nên là cái việc mà có con này nó lên giá là chuyện bình thường. Anh chị em thấy con này lên giá, con kia lên giá là bình thường. 90% các coin ra cái thời điểm này, những cái coin mà đã trở thành coin rác các cái kỳ trước rồi nhé, thì giờ có không khả năng lên giá nữa. Bởi vì sao? Đội dép nó đã gì ạ? Nó đã rời bỏ cuộc chơi rồi. Nó không thổi nữa rồi. Nhưng mà 90% các coin ra cái thời điểm uptrend 2024 2025 này thì làm sao ạ? 90% coin ra cái giai đoạn này kiểu gì cũng tăng giá, ít hay nhiều thôi. Được không ạ? Cho nên anh chị em chọn coin nào thì cũng thắng. Giống như là bất động sản ấy, lúc mà nó đang tăng giá này thì chọn mua bất động sản ở đâu cũng lãi. Có lãi ít hay lãi nhiều thôi. Mình chọn kỹ một tí thì ra cái con ngon thì mình lãi nhiều hơn, an toàn hơn, giống như là con Athen này. Được chưa? Còn anh chị em mua coin khác cũng lãi mà. Không cần phải giỏi đâu, cứ vào đúng thời điểm là ăn rồi. Có đúng không ạ? Đấy. Thế thì nhưng Huy chia sẻ cái điều này, nhưng khi mà thị trường rơi vào downtrend thì sao ạ? Coin nào cũng chết, kể cả coin tốt, kể cả coin ngon cũng đứt. Bitcoin đã từng chia đến 90% từ giá cao nhất về giá thấp nhất, chia đến 90%, 80%. Các cái coin khác chia đến 99%. Đúng không ạ? Kể cả những con rất tiềm năng, kể cả con những nền tảng rất tốt, kể cả con những đang phát triển rất tốt, nhưng về downtrend con nào cũng chết. Thế thì thời điểm nào là thời điểm anh em rút khỏi thị trường? Lúc đó Huy sẽ có những cái gì ạ? Chia sẻ. Trong cộng đồng anh em có rất nhiều chuyên gia, rất nhiều người hàng triệu đô, và họ gì ạ? Họ phân tích và họ gì ạ? Đưa ra những nhận định rất chính xác. Và khi đó thì những người nào sẽ nhận thông tin đầu tiên? Đó chính là những anh em trong cái gì ạ? Trong cái câu lạc bộ là gì ạ? VIP. Tức là những cái người mà mua gói đồng bạc vàng ấy. Đấy, tức là mua cả ba gói là những anh em ở trong cái gì ạ? Cộng đồng VIP. Anh chị em sẽ nhận được cái thông tin khi nào mình nên rút khỏi thị trường. Khi nào mình nên vào, khi nào mình nên ra, thì đấy mới là thứ quan trọng. Anh em vào thấy nó lên lại vào tiếp, lại gì ạ? Vay tiền vào tiếp, vay tiền vào tiếp, xong đấy là gì ạ? Đến đu đỉnh nó sập một phát là mất hết. Bao nhiêu tiền mình kiếm được từ mấy tháng trước, cả năm trước là gì ạ? Là bay hết. Đúng không ạ? Cho nên rút thời điểm nào cũng vô cùng quan trọng. Và khi đó thì anh em là gì ạ? Nếu mà anh em mình có cộng đồng thì làm sao ạ? Thì mình sẽ biết, mình sẽ nói với nhau, mình sẽ trao đổi với nhau, mình sẽ phân tích. Đó, và khi đó thì mình sẽ có những thông tin sớm hơn so với cả những cái cộng đồng. Và lúc đó thì mình sẽ gì ạ? Biết là mình nên rút lúc nào. Được không anh chị em? Lúc đấy thì anh chị em mới thấy cái sự giá trị của cái việc anh chị em bỏ ra 3 triệu rưỡi để mà lên cái thành viên vàng của cái con Athen này. Con Athen này nó không phải là con để anh em có thể trở nên giàu có, nhưng nó là cái nền tảng để anh em chơi với nhau, cái nền tảng anh em gặp gỡ nhau, cái nền tảng, cái cơ hội để anh em là gì ạ? Thử sức để anh em học hỏi. Mỗi thế thôi. Ok không ạ? Và Huy rất là mong muốn đó là gặp lại tất cả anh chị em chúng ta để mà có những cái cơ hội lớn hơn nữa trong thời gian tới, còn những cái kèo hay hơn nữa, có những cái cách mà anh chị em, ví dụ như có những người mà họ có triệu đô chẳng hạn, mà bây giờ con này nó có 100 đô, đầu tư có 100 đô, muốn đầu tư thêm cũng chả được, thì làm sao ạ? Họ không chơi, nhưng mà triệu đô thì lại có gì ạ? Có cuộc chơi của triệu đô. Ok không ạ? Quan trọng nhất là mình phải gì ạ? Mình phải đi với nhau đã. Và cái này là cái là mình xây cộng đồng. Cái con Athen này giúp chúng ta xây cộng đồng rất tốt. Cho nên nếu anh chị em nào vào Athen, vào thành viên vàng mà chúng ta không xây cộng đồng, không chia sẻ cho cộng đồng ấy, là lãng phí. Mà chúng ta chia sẻ cho ba người, chúng ta hòa vốn rồi mà. Đã đầu tư là chúng ta phải tính những phương án là hòa vốn càng nhanh càng tốt. Ok không ạ? Nha. Rồi, thì nếu anh chị em có câu hỏi nào thì mình đặt câu hỏi. Còn nếu không có câu hỏi nào thì Huy sẽ nhường mic lại cho MC.